Alo, alo, thưa quý vị, bây giờ mình học tiếp, chiều nay học tiếp về cuộc đời của trưởng lão Ninanda. Trưởng em ruột của ngài Nanda, cái vị mà em cha mẹ với Thái tử Tất Đạt. Thì vị này có cùng cha khác mẹ, có nghĩa là cũng là con ruột của bà Kiều Đàm Di Mẫu. Bà Kiều Đàm Di Mẫu mà có một người con trai là ngài Nanda, và một người con gái là Nanda. Mà Nanda là một kiều nữ sắc nước hương trời. Sau khi mà toàn bộ quý bà phu nhân hàng đầu của dòng Thích Ca đó, của hoàng tộc Thích 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 Ca đã đi xuất gia hết, trong đó có bà Gautami, rồi có bà Yayu Đà La, thì hai được xem là hàng đầu. Khi mà các vị này đi xuất gia hết đó, thì nàng cũng đi xuất gia. Nàng đi xuất gia, nhưng mà vì nàng quá đẹp và nàng có một điểm giống với bà Khê Ma, ở điểm là vừa xuất thân danh giá mà lại vừa có cái nhan sắc thiên kiều bá mị, cho nên là nàng có một cái tôi rất lớn. Nàng đi xuất gia nhưng mà nàng rất là ngại gặp Đức Phật, là bởi vì nàng cũng chỉ nghe lại thôi, nghe lại là ngài thường có những cái pháp thoại mà có cái nội dung về bất tịnh, về cái sự bất tịnh của thân xác, và hình như là trong giáo pháp của ngài không có một cái chỗ nào trang trọng cho cái nhan sắc nữ giới hết ấy. Cho nên là ngại, này không có muốn gặp Thế Tôn. Nhưng mà dần 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 rồi một ngày kia, thì đã là người xuất gia thì cũng phải có lúc gặp Đức Phật chứ, đâu có tránh hoài được. Và Đức Phật xét thấy rằng là cái duyên lành giác ngộ của nàng đã đến lúc chín mùi, cho nên là ngài đã dùng cái cách mà ngài đã độ cho bà Khê Ma đó. Có nghĩa là khi mà tỳ kheo ni Nanda mà đến hầu ngài đó, thì ngài dùng thần thông để tạo ra một cái mỹ nữ đứng hoặc hầu cho ngài. Rồi nàng không nghe pháp mà nàng cứ lo nhìn cái cô mỹ nữ đó. Rồi một lát sau thì cái cô mỹ nữ đó, từ một cái người trẻ tuổi, rồi trong từng phút từng phút từng phút, trở thành ra là một cái người, trở thành ra là một cái người, một cái bà lão cằn cỗi héo tàn. Thì nàng nhìn vào đó cho nàng kinh cảm, nàng nhìn vào đó rồi cái nàng kinh cảm. Kinh cảm rồi cái nhân đó Đức Thế Tôn này mới thuyết pháp. Thuyết pháp trong cái sự kinh cảm xúc xúc động của nàng ấy, thì nghe xong đó thì nàng chứng quả La Hán. Và sau khi chứng quả rồi đó thì nàng có một cái biệt hạnh, đó là thường xuyên nhập định. Thường xuyên nhập định, phần lớn thời gian trong ngày và trong đời của nàng đó là nhập định, nàng thường xuyên nhập định. Và nhân cái chỗ này nè, nhân cái sở trường này của nàng đó, mà một ngày kia trước mặt đại chúng thì Đức Phật đã tuyên dương là trong đệ tử tỳ kheo ni của ta, thì tỳ kheo ni Nanda là cái vị đệ nhất trong các cái vị thiền giả, trong các cái vị chứng thiền ấy, thì cái vị này thường xuyên sống ở trong thiền. Thì ở đây có hai chữ gọi là Chanapirata, Chana là thiền ấy, Chanapirata là cái người mà thích thú hoan hỷ trong thiền định, trong thiền định. Thì đó cũng là cái hạnh, đó cũng là cái hạnh. Thì tùy người thôi, có người thì thích cái hạnh này, có người thì thích cái hạnh kia. Nhưng mà chúng ta ôn kỹ lại cái biệt hạnh của các bậc thánh tăng ni ấy, có một điểm
đó là tất cả các hạnh đều nằm ở trong hai trường hợp sau đây. Một là do cái phước xưa, hai đó là do sự luyện tập nhiều đời. Hai cái này nó khác nhau. Do phước xưa, ví dụ như là đệ nhất tài lộc, kiếp này ngài không cần làm cái gì hết nha, không cần làm cái gì hết thì tự nhiên cái cũng có. Hoặc là cái phước là phước vô bệnh, thì đời này không cần làm gì hết, tự nhiên là cái cơ thể nó khang kiện, nó khỏe mạnh. Hoặc là được chư thiên ái kính, thì ngài không có làm thêm cái gì hết, chỉ từ từ đi tu hành ra đắc đạo xong rồi tự nhiên trở thành ra là một cái nhân vật được chư thiên ái kính. Cho nên cái trường hợp thứ nhất là do phước xưa là như vậy đó. Còn cái trường hợp thứ hai là do nhiều luyện tập nhiều đời, ví dụ như mình thấy như đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đa văn, đệ nhất đầu đà, đệ nhất thần thông, đệ nhất pháp sư, bla 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 bla, tức là do cái nỗ lực của đời xưa đã đành, nhưng mà cũng phải do cái đời này nữa. Nhớ nha, cái đệ nhất cái này nó do hai trường hợp. Thì trường hợp của nàng Nanda đó là cũng phải là do luyện tập, có nghĩa là khi chứng thiền chứng đạo xong rồi thì nàng phải là người như thế nào mới được Đức Thế Tôn tuyên dương là đệ nhất thiền giả. Giả đây là người đó chứ không phải giả là dởm. Đệ nhất thiền giả có nghĩa là thường xuyên nhập định nhiều nhất so với các cái vị tỷ kheo ni khác, đại khái vậy. Và phải lấy cái hình ảnh một cái vị mà thánh ni mà thường xuyên nhập định như vậy đó, cũng là một cái tấm gương sáng cho người hậu tấn đời sau, thấy rằng là không có một cái pháp nào đáng để cho một người tu hành an trú hơn là thiền định, dầu đó là thiền chỉ hay thiền quán nha. Bởi vì là thế giới này là thế giới của sáu trần, mà suy đi xét lại đó thì không có cái trần nào mà đáng để cho mình là sống chìm sâu trong đó hết, không không có. Thì bất đắc dĩ khi chứng rồi, không lẽ bây giờ chưa tới cái duyên niết bàn thì phải làm sao? Thì đó vị đó sống an trú trong cái gì mà coi như là nó sạch sẽ nhất, an toàn nhất, và dễ làm cái gương sáng cho chúng sanh nhất. Ngoại trừ ra những vị mà họ đi hoằng pháp như đệ nhất pháp sư, đệ nhất trì lực, đệ nhất dàn xếp trú xứ tăng chúng, đệ nhất trong cái việc dàn xếp cư sĩ, vân vân. Thì ngoại trừ đó ra thì một vị A La Hán mà thường xuyên trú thiền ấy cũng là một cái kiểu nêu gương cho đời. Rồi tiếp theo ta học về và tỳ kheo ni Sona. Tỳ kheo ni Sona đó là một cái câu chuyện buồn, cuộc đời về bà là một câu chuyện rất là buồn, buồn nhưng mà đẹp. Buồn ở chỗ là bà xuất thân là một người cũng có chồng có con, giàu sang, phú quý. Rồi đến tuổi già đó thì con cái thì được gia tài rồi, họ thấy không có lý do gì mà phải chăm sóc một cái bà cụ mà lợm khợm, mà nay bệnh mai đau. Cái người này mới đẩy cho người kia mới đẩy cho người nọ, đẩy cuối cùng không ai nuôi bà hết. Cái chuyện này cũng không phải là chuyện lạ, ngày nay cũng có chứ không phải là không. Tức là mình một đời tuổi trẻ mình lo cho con, rồi sau đó mình lo cho cháu nội, có nhiều người lo cho cả cháu cố nữa. Nhưng mà cái này tôi là một người xuất gia mà tôi nói cái này là giống như tôi chọc cho quý vị bị cháy nhà thì không có nên. Nhưng mà tại đang kể cái tích này thì cũng phải nói luôn. Đó là cái bậy nhất của mình, nên là mình không giữ lại cái gì cho mình. Làm phước là làm phước, lo cho con là lo cho con, nhưng mà mình hãy nhớ thế này, không có một cái gì ở trong cuộc đời này trừ ra Phật pháp mà có thể làm điểm tựa cho chúng ta, ngoài ra tiền bạc, nhớ nha. Ngoài Phật pháp ra đó thì không có cái gì trên đời này có thể làm điểm tựa cho mình hơn cái tiền bạc hết. Bởi vì có cái tiền rồi đó thì mình nói chuyện được đủ thứ người hết trơn á. Có những người mình chỉ cần một ít tiền mình nói chuyện với họ được, có nhiều người mình cần nhiều hơn chút, rồi có nhiều người mình phải xài tới một số tiền lớn.
rất là dễ nói chuyện. Đó là nói theo quan điểm thế gian. Mình cứ một lòng một dạ mình tin á, là mình thương con thì con có thương mình, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó hơi thiếu cơ sở. Là vì sao? Là vì con gái nó sẽ nghe lời là chồng, mà con trai mình nó sẽ nghe lời là vợ, nhớ cái đó. Mà hai đứa rể dâu nó là người dưng đó, nó khổ như vậy. Là chưa kể con mình á, nó lớn lên nó thương con của nó chứ mắc chứng gì cũng thương mình. Cái chuyện mà quý vị trông đợi con quý vị nó có hiếu ha, thì tôi xin nói trước đó là một cái sự trông đợi rất là mạo hiểm, nó chỉ có 50-50% thôi, 50%. Bởi vì là 50 kia là nó dành cái tâm tư tình cảm thời gian công sức cho con của họ chứ mắc kính gì mà họ lưu thương mình. Thì trong room này ai may mắn có con chí hiếu thì tôi xin long trọng chúc mừng nha. Chứ còn mà tôi nói thiệt là cái khả năng mà con mà nó thương mình á, thương cha mẹ mà hơn thương con của nó đó, khả năng này hơi thấp nha. Bà hình như bà chưa có biết qua chuyện này. Thế là bà giao hết cho con, sau khi bà giao hết bà chỉ còn là bàn tay trắng, thì các cô cậu bèn trở mặt. Và trong cái tuổi già cô đơn quạnh hiu ấy, bà chợt nghĩ đến chùa. Bà nghĩ cửa Phật Từ Bi bao giờ cũng rộng mở cho những cánh đời cơ nhỡ quạnh hiu như mình. Thế là bà vô chùa, bà vô trong cái ni viện mà xuất gia. Nhưng mà một cái bài học thứ hai ở cuộc đời mà bà lại cũng không có ngờ là mang chùa, nhưng mà đâu phải ai trong đó cũng từ bi. Mà mình chùa nó là phải có gửi gắm, chùa là phải có thân thế, phải có ai gửi. Còn nếu mà không có con cháu gia đình thân thích, ít ra phải có đại thí chủ rồi vô chùa cầm tay rồi gửi gắm rồi mai ra. Chứ còn mà tự nhiên mình xách cái xà lỏng vô chùa mà cộng với một cái tuổi già hom hem nhếch nhác thì cũng hơi khó, mà nhất là gặp toàn là phàm phu. Thế là nói người ta thương thì người ta cho tu, sau nhiều cân nhắc thì cũng cho bà tu, nhưng mà đẩy bà vào cái thế gọi là ô sin già, có nghĩa là giúp việc, cái gì dơ cái gì nặng cái gì mất công cái gì tốn thời gian thì đẩy cho bà. Rồi chỉ dừng đó thôi, còn tất cả những cái đặc ân đặc quyền đặc lợi gì đó thì không có phần bà trong đó. Thì một ngày kia các tỷ kheo ni phàm phu người ta mời đi trẻ tăng, lẽ ra thì mình tinh thần lại hòa đồng quân thì mình đi hết, nhưng mà không, thấy cái bà này cái bộ không có kinh kệ gì không có, tôi cho ở nhà làm tạp dịch. Trước khi đi thì mấy cô có dặn là tụi này đi trẻ tăng xong về là phải có nước nóng để tụi này tắm, chứ thường đi xa về mệt rồi khó ngủ trưa lắm. Dặn dò bà vậy thì bà ở nhà bà mới xách nước, mà vì khu ni trẻ thì đông quá đi, mà còn có thân già lụm cụm rồi mới sắp biết như cho đủ. Bà lây quay làm sao không biết, cái bà té một cái gãy gãy cái xương chân, gãy cái xương chân. Thì trong lúc mà mới gãy xương có đau quá đau như vậy đó thì sao ta, thì bà mới lấy cái đau đó làm vấn đề một niệm xứ, và bà đè bèn đắp một lèo coi như là lục thông, rồi rồi lục thông tức là ngũ thông mà cộng với la hán á, rồi bốn trí vô ngại. Bà đắc xong cái bà ngồi đó bà nhập thiền luôn. Thì mấy chị hai của mình đi trai tăng ngon nê ngon miệng xong xuôi đi về thì bắt đầu phải đi tắm. Phải đi tắm. Về tới nơi thì gặp cái bà cụ coi như hôm hên nhếch nhác ngồi lim dim mà chung quanh thì thùng một nơi, mà quan gánh một nẻo, mà nước thì nó dơ bầy hầy nó đổ tung té ra đó. Thì họ mới trách, rồi nó cái bà già này không có nó thảm nên thân còn báo đời báo đạo nữa, rồi dặn con chút xíu nước nóng về tắm mà cũng không có. Thì bà nghe như vậy đó, bà mới chỉ tay ra mấy cái bồn nước á, bà nói cần nước sôi thì ngoài đó có kìa. Thì bà chỉ tay một cái là ngoài đó đầy ắp nước, để nước lạnh để pha và nước nóng khối lên nghi ngút, thì họ hết hồn, họ tưởng bà là phù thủy, tưởng bà là dạ xoa. Nhưng mà mấy mấy bà trong đó có mấy bà biết chuyện đấy, mấy bà biết chuyện đó thì bà mới là biết là bà này đã đắc đạo đắc thiền rồi. Thì câu chuyện nó chỉ trong vòng ba thì 3 giây sau là đã đến tay Đức Phật. Thì Đức Phật ngày mới xác chứng rằng trong đệ tử của ta đó
Thì nếu mà nói mà đệ nhất tinh tấn thì phải nói đây chính là cái người mà đệ nhất tinh tấn. Tuổi già nhẫn nhục chịu đựng, không than trách một lời trong chừng đó thời gian mà chu toàn bao nhiêu cái chuyện tạp dịch trong ni viện, không có sơ thất tắc trách mà đã vậy ngay trong cái cơn đau đớn của thân xác mà vẫn lấy đó để mà làm cái đề mục tu tập thì phải nói là có một không hai. Cho nên xét cái tiền duyên thì cái nguyện cũ của nàng trong kiếp trước mà bây giờ ngài ngài xác định rằng đây là vị tỳ kheo ni hạng nhất trong đạo của ta về cái hạnh tinh tấn. Rồi cái chuyện tiếp theo là tỳ kheo ni Pakula. Pakula ở trong chú giải chỗ này thì kể vắn tắt, ở đây tôi cũng xin nói thêm là bà con vào ở trong Google, bà con vào Google đánh cho tôi cái chữ này là chú giải pháp cú. Có hai bản dịch của Hòa thượng Pháp Minh hoặc là của Thiền viện Viên Chiếu nha. Hòa thượng Pháp Minh hoặc là Thiền viện Viên Chiếu, hai bản dịch này chú giải pháp cú, chú giải pháp cú. Tại sao tôi giới thiệu hai bản dịch này là bởi vì đây là hai cái bản dịch mà được xem là sáng sủa nhất, giống tiếng Việt cho người Việt nhất. Còn các bản dịch khác thì tha hồ có vấn đề. Chẳng hạn như trưa nay tôi đi tìm cho quý vị một cái tài liệu để quý vị đọc, chứ còn bây giờ mà cứ mà kể ra nhiều cái nó lê thê lết thết mà nó có chút phong thành nữa, cho để quý vị tự xem là tốt hơn. Thì tôi không có ngờ là trong đó có một cái bản dịch mà nó động trời như thế này. Là ông ngoại của Quý Sa Kha đó được xem được gọi là ông Triệu Phú Ram. Ông Triệu Phú Ram, tôi mới ngạc nhiên, tôi mới nghĩ ủa sao kỳ ta, tiếng Việt thì không ra tiếng Việt mà tiếng Bali thì không ra tiếng Bali, thì Triệu Phú Ram là cái gì? Thì lúc tôi mới chợt nhớ ra là ông ngoại của nàng Quý Sa Kha đó tên là Minh Đắc Cát. Minh Đắc Cát là con cừu mà trong bản tiếng Anh đó là gọi là Ram Ram. Mà cái người dịch không biết vì sao mà người ta không có dịch mà người ta kêu ổng là ông Triệu Phú Ram, tôi đuối luôn. Trường hợp này thì quý vị gặp quý vị đừng có lạ. Và sẵn ở đây tôi cũng cho quý vị biết luôn là trên internet nó cũng có xuất hiện những cái bản dịch tiếng Anh rất là thú vị, ví dụ như chữ thăm ma họ dịch là nước Pháp. Rồi Ân Đức cái chữ Cuna dịch là Germany. Germany. Cho nên nó là nếu mà các vị muốn muốn thưởng thức mấy cái bản kinh này thì không có khó, các vị lấy giùm tôi bộ hai cái hàng mà tôi vừa gửi lên đó, cái hàng để đi để với thăm France rồi Guna Germany. Thì lấy hai cái này cộng lại thành một đem bỏ lên Google thì nó sẽ dắt quý vị tới một cái trang blog mà rất là thú vị, bởi tình cờ tôi gặp, tôi giật mình. Có nghĩa là trên internet đúng là đúng như lời của cụ Nguyễn Du, trăm năm trong cõi người ta cái gì muốn biết thì tra Google thì không biết cái gì hết, là thượng vàng hạ cám đều có hết. Cho nên chúng tôi xin nghiêm cẩn đề nghị quý vị chỉ chú ý đến hai bản dịch, một là bản của Hòa thượng Pháp Minh, hai là của Thiền viện Viên Chiếu. Thì đây là hai bản dịch mà tôi thấy ok. Ok đây có nghĩa là không phải là chúng tôi tư cách gì mà khen người ta, nhưng mà mình thấy hay thì mình giới thiệu chứ không phải là mình lấy tư cách gì mình khen. Rồi xong thì trong đó nó đỡ khổ cho bà con rất là nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ lấy chung chung thôi, bởi vì tôi cứ nôn nóng nóng ruột là đi qua cái phần xa phần giáo lý nó mới hấp dẫn, chứ còn cái phần mà ba cái phần cái chuyện này bà con có thể lục được nha. Rồi ở đây mình học về cái tích của bà Pakula. Bà này cũng là có 100.000 đại kiếp tu tập ba la mật đến đời Đức Phật của mình á, thì nàng sanh là một cô tiểu thư rồi đi xuất gia, rồi chứng lục thông chỉ vậy thôi.
Nhưng mà các vị nhớ lục thông có nghĩa là gì? Là thiên, trong đó có thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi có tha tâm thông, rồi có túc mạng thông, có biến hóa thông. Thì đã nói lục thông thì la hán nào cũng có khả năng là đại khái giống nhau, nhưng mà sở dĩ mà có cái vụ mà đệ nhất á, là bởi vì có hai lý do. Một là vị đó chuyên sống trong đó, hai nữa là về cái khả năng này có vị đó không ai bì được, mới gọi là nhất nha. Thì cái bà Bakula này thì trong đây chỉ kể vắn tắt thôi, là bà sau khi xuất gia chứng la hán lục thông y chang như mấy vị thì la hán khác. Thì đương nhiên mà bà có cái đặc biệt là bà có cái sở trường về cái thiên nhãn. Là sao? Là bà có thể thấy xa, thấy nhiều và thấy nhanh hơn vị khác. Thấy xa, thấy nhiều và thấy nhanh hơn vị khác. Bởi vì là thấy, tại sao có cái vụ thấy nhanh? Là bởi vì trong chú giải có ghi thế này, là thí dụ như Túc Mạng Minh đi, Túc Mạng Minh mà cái vị nào mà kém, vị đó phải nhớ bằng cách là dò. Không biết tiếng Việt mình cái vị còn nhớ chữ dò không? Tôi nghĩa là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, mà từ 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 vậy đó, là thấy kiểu dò, thấy kiểu mà rọi đèn dầu á. Còn thấy cái kiểu mà rọi đèn pin ấy là khác, tức là mình cần rọi chỗ nào là mình bấm ngay chốc chỗ đó. Thì với cái kiểu thấy của đèn pin ấy, thì mình thấy nhiều, thấy nhanh hơn đó. Còn mà thấy dò tức là mình cầm cái đèn dầu đi từng bước từng bước từng bước. Đây là hoa lài, hoa lý, hoa ngâu, không bằng hoa bưởi thơm lâu dịu dàng, mình cứ đi mình từng bước từng bước từng bước từng bước vậy đó. Mà cái chữ nó biết kiếp nào cho xong. Hoặc như ngài Anuruddha Bên Tăng á, ngài đệ nhất thiên nhãn, ngài có thể nhìn thấy là vô số, nói vô số thì nghĩa là nhiều chứ không phải là vô lượng vô biên, hiểu thì nghĩa đen như chư Phật thì không, nhưng mà rất là nhiều. Ngài có thể nhiều cái thế giới, nhiều cái hệ mặt trời với một tốc độ rất là như cần là thấy, cần là thấy. Thí dụ như ngài muốn biết là cái chuyện này ngoài ở đây nó còn có thể có ở cái thế giới, cái vũ trụ khác hay không, thì trong vòng tích tắc là ngài biết ngay, ngài thấy ngay tường tận tinh tường nha, chứ không có mà lò mò cho nó bị mà yếu đó. Cái việc thì cái trong các cái biệt hạnh thánh nhân đệ tử thỉnh văn của Đức Phật đó, thì phải nói thiên nhãn cũng là cái khả năng mà bản thân tôi cũng cũng mê. Thí dụ như tôi mê trong 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 các biệt hạnh, tôi mê cái đại nhất đệ nhất trí tuệ nè, đệ nhất thiên nhãn nè, rồi đệ nhất lượng nghĩa nè, Phật nói ngắn mà mình có thể nói rộng nữa, rồi đệ nhất vô bệnh nè, bệnh quá thì cũng mê cái đó. Mà dĩ nhiên đâu có vị nào mà gồm thâu lục quốc đâu, cho nên là mình chỉ được có một thứ thôi. Rồi tiếp theo là cái tích nữa là Kunalakesa, có nghĩa là sao ta, có nghĩa là đệ nhất về tóc chính. Kunalakesa, Kunalakesa là tóc quăn. Kunala là quăn, là xoắn, uốn cong, là xoăn, là quắn, là uốn cong. Kesa là tóc, Kunalakesa là nàng 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 tóc 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 xoăn, giống như là xuân tóc đỏ của vũ trụ phụng vậy đó. Tóc xoăn, nàng cũng có 100.000 đại kiếp huân tu ba la mật, với cái hạnh nguyện là trở thành cái vị đệ nhất tóc chính như là như ngài Pa-hi-giá, Pa-hi-giá Bên Tăng vậy đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có cần nghe nhiều, chỉ cần nghe sơ qua pháp là chính. Bởi vì các vị còn nhớ có bốn cái hạng mà gặp chánh pháp hay không? Bốn hạng người trong Phật pháp. Một đó là Khá Tí Tây Nhu, nghe một câu đã chứng. Cái số 2 đó là Quý Pa Chí Tăng Nhu, nghe hết một pháp thoại đầy đủ mới chứng. Cái số 3 là Nay Du, có nghĩa là phải được hướng dẫn hành trì từng bước mới chứng. Cái hạng số 4 gọi là Bandha Paramo, có nghĩa là
giỏi lắm cũng chỉ là một pháp sư tam tạng thôi. À, giỏi đó là giỏi lắm đó. Bây giờ bát đá đây nghĩa là từ chương, là chữ nghĩa. Paramo là maximum, là tối đa. À, Paramo nghĩa là giỏi lắm đó, là cũng chỉ là pháp sư tam tạng. À, thì cái hạng số 1 là Úc Khất Thiết Tha Nhu là nghe một câu đã chứng, thì trong đó là chia ra nhiều cấp. Bởi vì có nhiều vị nghe xong mà đắc, đắc cái gì? Đắc đắc thẳng một lèo lên tới La Hán, hay là chỉ đắc từng bậc sơ nhị tam tứ quả rồi chưa hết. Có những vị họ đắc chậm, không phải là vì họ thiếu mà vì họ là bậc đại trí cho nên họ phải đắc chậm. Có trường hợp cái này phải ghi, có người chậm vì thiếu trí, có người đắc chậm vì quá nhiều trí. Như vua đi đâu, cái này kinh ghi nha, phải chuẩn bị nhiều hơn một người nghèo đó. À, người nghèo á thì chỉ cần một cái ba lô, một chai nước với nắm cơm vắt là xong, cơm vắt muối mè, cơm vắt muối mè ha, rồi một chai nước. Còn nếu mà ở bên Tây á, thì khúc bánh mì, trái táo, một chai nước suối là xong. Còn nếu mà mình là một người mà triệu phú, tỷ phú, rồi đi đâu, nào là vệ sĩ, nào là ô xin vú nuôi, rồi có người còn dắt theo thú cưng, rồi còn cái vali hành lý là khoảng vài chục cái. À, nội mà đựng mỹ phẩm nữ trang là khoảng 5 cái, áo quần là phải 10 cái, rồi giày dép là khoảng 3 4 cái, thí dụ như vậy. Cho nên một lần nó đi nó cồng kềnh, nó rườm rà lắm. Cho nên đến đây mình nhớ nha, cái này là kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Có người đắc chậm là vì thiếu trí, còn, nhưng mà cũng có người đắc chậm là vì quá nhiều trí. Như vua đi đâu có chuẩn bị nhiều hơn người nghèo. Trong kinh đó, cái này là ở trong chú giải pháp cú nói là ngài Sa La Phất sở dĩ mà ngài ngài nghe một câu mà ngài đắc liền là vì là ngài là người nhanh trí. À, nhưng mà phải mất 2 tuần sau ngài mới chứng La Hán, thì cái chậm này là do ngài nhiều trí. Nghe đắc liền là nhanh mà ngài đắc chậm là do nhiều. Đặc biệt vậy đó. Thì bà này nè, bà sau 100.000 đại kiếp tu hành thì đến đời Đức Phật mình á, thì bà cũng có đầy đủ phước báo, bà mới sanh ra trong một cái gia đình rất là giàu sang phú quý. Mà cuộc đời của bà đó thì trong đây kể dài dòng thì chỉ kể vắn tắt thôi. Bà đẹp người đẹp nết mà con nhà giàu, coi như là bà hội đủ điều kiện để mà bà lấy tới công hầu khanh tướng. Nhưng mà một ngày kia thì bà thấy người ta, bà đứng trên lầu cao, bà nhìn xuống, bà thấy người ta đang dẫn ra pháp trường để chém đầu một anh ăn cướp mà coi như là râu hùm hàm mén mài ngày, mà vai 5 tấc rộng mà thân 10 thước cao, tức là ngay cấp Từ Hải, gọi như Từ Hải bị Hồ Tôn Hiến mà văn bẫy đó, y chang như vậy. Thì nàng thấy cái hình tướng của Từ Hải là nàng chịu không nổi, thương lắm, cái tình kiếp xưa mà, cho nên nàng mới chạy xuống năn nỉ ôi xin như là cha già bằng mọi giá, dàn xếp đi cửa sau với nhà chức trách để mà thả anh chàng này ra, coi như bỏ tiền mua mạng đó, mua mạng ảnh, rồi coi như là ảnh gọi là một ta một bước lên bà, gọi là một bước lên ông, coi như từ một cái người gọi là một chân trong chân ngoài ở quỷ môn quan mà tự nhiên bây giờ được một một giai nhân kiều diễm gọi là lấy làm chồng, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc trưng diện sang trọng, ngon lành thơm phức. Cái này không phải hủ nếp mà cái này lên đó là vừa nếp chứ không phải hủ nếp, mà là nếp nếp một đó, như xôi nếp một và như đường mía lao nó mới ghê. Mà trời nó khiến cái gì biết không, tôi nói này quý vị cũng trong rung với ngạc nhiên đó, tại sao tôi không có chuyên tâm thiền định nghiên cứu kinh điển mà tôi đọc báo chí làm chi, chứ tôi thấy thỉnh thoảng tôi đọc trong báo thấy có nhiều cái người y chang như anh này vậy đó. Tức là đã có được một người yêu giàu đẹp trí thức, còn mình đó là một cái thằng thất học,
mà coi như lưu manh mà xăm chỗ đầy người, mà tự nhiên một ngày đẹp trời mình được người ta để mắt, mình nghĩ làm sao không biết, mà đi một trong một cái lần mà ân ái đè ra ra bóp cổ chết ngắt để mà lấy đi có chừng vài triệu rồi quý vị, lấy cái vài triệu mà chỉ nó xảy ra coi như thường ngày ở Việt Nam mà kỳ, nó khiến chứ còn tôi nghe mà tôi tức, tôi nói trời ơi tôi mà tôi bây giờ mà có một thí chủ cư sĩ nào mà đem tôi về nuôi rồi đời này kiếp này kêu tôi giảng kinh là giảng, kêu tôi nín giảng là nín giảng, không dám nhúc nhích đấy mà giảng kinh đó nha, mà nàng kêu giảng là giảng, kêu dẹp là dẹp, mà huống chi mà giờ mình là một người xăm trổ mà nghĩ làm sao mà vì một món tiền nho nhỏ con mà đè người ta ra bóp cổ cái anh này, anh y chang như vậy. Cái nghiệp đó, cái phước đó tao nói nó hết rồi quý vị, cái phước nó hết rồi, nó không còn đủ phước để hưởng nữa. Thì lấy được một người con gái đẹp như vậy, ngon lành như vậy, có bối cảnh như vậy mà ảnh không cam tâm, ảnh muốn trở lại cuộc đời bay nhảy gì thuở nào. Cho nên là ảnh ví dụ nàng lên trên núi và ảnh nói rằng ngày xưa trong lúc mà ảnh bị mà kêu án tử đó, ảnh có khấn với linh thần là nếu mai sau nếu mà ảnh thoát được cái nạn này đó, anh rời khỏi được cái quỷ môn quan đó, thì anh xin có một lần gọi như trả lễ, để trả lễ tiếng Pali kêu là Pali Kam á, là cái lễ cúng á nha, sẽ có cái lễ cúng. Trời, tôi đọc mà tôi tiếc tiếc hùi hụi. Rồi cái nàng thương quá nàng cũng gật đầu, rồi hai người mới sửa sắm sửa lễ phẩm làm cho một mâm hoành tráng mới đem lên núi chỗ mà ảnh đã lựa chọn là chắc ăn rồi đó. Thì lên tới nơi đó thì anh mới nói thiệt, anh nói bây giờ anh không có thần bà gì trơn, anh giết em để mà anh không sống với em được nữa, mà anh không thể nào để em sống đó. Anh không thể sống với em mà anh cũng không thể nào để em sống, cho nên là nàng nghe như vậy đó là nàng thấy thua rồi đó, thì coi như là nàng mới nói ok một ngày một bữa cũng là tình thôi, trước khi mà anh giết em để mình tạ lễ thần lễ thánh gì đó, anh cho em lạy một cái để mà tạ từ. Thì anh nghe anh khóa nó đang lim dim như vậy thì nàng đẩy một một cú là ổng rơi từ ở trên vực xuống, từ trên đỉnh xuống vực chết. Thì nàng hơi có cái hơi lung manh chút nhưng mà không có xài kế gian sao thoát được kẻ gian. Thì Khổng Tử có nói không nên có lòng hại người nhưng mà cũng không nên thiếu cái lòng đề phòng người. Lòng hại người thì không nên có nhưng mà cái lòng đề phòng thì không nên không. Thì bà giết xong rồi bà mới nghĩ trong bụng thế này, bà nghĩ sao ta, bà nghĩ sao ta, bà nghĩ sao ha, bà nghĩ là nát sắc cam dài mi na ní già mi nó bốn này kia hàng cành tùng ít tụ với cành toa y cành bắp bắp chàng bắp chỉ xà mi, cái phận đời trớ trêu như thế này tình là đã tan tim đã nát, bây giờ về ăn nói với bố mẹ sao đây, thì trong cái tình huống này nè nát sắc cam bây giờ ý mi na ní già mi nó bốn đá kia hàng cành tùng, trong cái tình huống như thế này thì ta còn mặt mũi nào mà về với cha mẹ. Ngày xưa thì lạy lục van xin cầu khẩn gia đình đó, đi chuộc cái thằng trời ơi nó về, rồi bây giờ về nói làm sao với nhà đây, mà cộng thêm nó là trái tim nó cũng tan nát rồi, đá nát vàng phai còn cái gì nữa đâu mà sống ngoài đời nữa, nàng quyết định đi tu. Mà do huệ căn rất là nhiều đời cho nên là nàng là sau khi đi xuất gia đó, nàng cứ cứ vô trong cái đạo này học ba mớ thấy dở ẹt bỏ qua cái đạo khác, sau khi mà đi gọi là trưng chuyên trôi nổi nhiều tông phái thì nàng đã học được tất cả bí kíp kinh điển mật môn của các bộ phái, và cuối cùng nàng trở thành đệ nhất biện sĩ. Coi như là nàng là du sĩ có cái biện tài và nàng giỏi lắm, nàng giỏi lắm, nàng giỏi lắm. Thì hồi xưa Ấn Độ nó có cái tục cũng hay, có cái tục cũng hay, tức là bên trung bên châu Âu mà trung cổ thì mình giải quyết vấn đề giữa đàn ông với đàn ông bằng cách là mình đấu kiếm, còn bên Ấn Độ á thì những ai mà xét thấy mình là dù là tu sĩ hay là người đời mà mình thấy là mình cần có một cái cuộc thách đấu về trí tuệ về biện tài thì mình cứ công khai thách đấu thì sẽ có người tìm tới với mình. Chuyện này có nhiều lắm, thí dụ như bố mẹ của ông Shaka điện sĩ đó, thì hai người cũng đều là hai người tài, rồi khi mà một ngày kia họ thách đấu và họ
bạn cảm mến nhau rồi họ lấy nhau, họ mới sanh ra sách trái cá mà là miệng lằn lưỡi mối đó. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, cho nên là ở đây cũng vậy rồi, cho nên là nàng mới thách đấu bằng cách nào, cái hình thức thách đấu rất là dễ thương, lấy một nhánh cây ghim lên một cái đống cát, tự mình vung một đống cát là ghim nhánh cây, đó là lời thách đấu. Ai mà trừ ra con nít, trừ ra con nít nha, chỉ còn nếu mà ai người lớn mà nhổ cái nhánh cây đó là cái là chấp nhận cái lời thách đấu của mình. Thì bữa đấy ngài sẽ là phất ngài đi bác ngang rồi đó, ngài thấy ghim nhánh cây nó, ngài mới hỏi mấy đứa nhỏ chứ mấy đứa bé, ngài hỏi cái này là có người ghim phải không, đó là ai ghim vậy, họ nói cái của các bà nó bà dội lắm bà ghim, ngài nói nhổ giùm ta đi, nhổ bỏ nhổ nhổ cái cây đó, thì ngài không có thò tay ngài nhổ, ngài nói tụi nhỏ nhổ, rồi nếu mà cái người ghim mà hỏi ai nhổ thì cứ nói là tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ đang ở đó, ở đó ở đó vậy đó. Thì dĩ nhiên là quý khỏi nói mình quý vị biết rồi, ngài để nhất trí tuệ mà ngài lại là bốn trí vô ngại nữa, cho nên là ngài sau đó khi mà nàng tìm đến để nàng thực hiện cái cuộc gọi là tâm biện đó, thì nàng đã bái phục ngài và ngài nàng đã đi xuất gia, nàng đã đi xuất gia. Và ngài hỏi bà một câu thôi, ngài hỏi gì trên đời này là người ta hay nói số 1, số 2, số 3, số 4, vậy chứ theo nàng cái số 1 quan trọng nhất trên đời này là cái số 1 là cái gì? Ở đời là không ai sống ở đời lại không nhắc đến mấy cái con số nhưng cái con số 1, 2, 3 v.v. quan trọng nhất phải biết là gì. Không có ai mà trên đời sống không nhắc đến mấy con số, dù đó là người mù chữ thì họ cũng phải biết mấy con số, ví dụ như 1 đồng, 2 đồng, 1 xu, 2 xu, 1 hào, 2 hào, 1 cắc, 2 cắc, nghĩa là không có ai mà trên đời sống có nhắc mấy con số. Rồi 1 ngôi nhà, 8 ngôi nhà, 1 con sông, 4 con suối, 5 quả đồi, 8 ngọn núi, nói chung là cuộc đời là bao giờ có số. Nhưng mà ngài nói cái con số mà quan trọng nhất, con số 1 quan trọng nhất, số 2 quan trọng nhất, số 3 quan trọng nhất là gì nàng biết không? Thì dĩ nhiên nàng làm sao biết được đó, bởi vì trong kinh nên Đức Phật dạy rằng ai sống ở đời cũng phải nhắc đến mấy con số, nhưng mà có những cái con số mà mình biết vô lượng kiếp mà mình vẫn cứ chây ly ra đó là một cái kẻ phàm phu sanh tử trong cái biển đời bát ngát bao la. Nhưng mà nó có những con số mà mình biết rồi đó thì cái quãng đường sanh tử tự dưng rút ngắn lại đó. Rút ngắn lại thì những con số đó là cái gì? Đó, có cái con số đầu tiên là y cá na mắc kinh, cái con số 1 quan trọng nhất chính là muôn loài sống nhờ thực phẩm, đó là số 1. Số 2 quan trọng nhất là gì? Số 2 quan trọng nhất là danh và sắc. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, nói chung là mấy con số đó, mấy con số này nè mà mình biết được á thì nó mới dẫn đến giải thoát. Chứ còn mà bất cứ cái biết gì gây cả mình là có là tiến sĩ toán học, tiến sĩ vật lý, mình tiến sĩ hóa học, mình có biết tới bao nhiêu con số đi nữa, bao nhiêu cái bảng tuần hoàn hóa chất đi nữa, thì không có cái con số nào mà nó quan trọng hơn cái con số này hết á. Thì nàng nghe thì thấy lạ quá, nàng nói cái này từ đó thì chưa bao giờ được nghe, mà nhất là khi mà nàng được hiểu cái câu đầu tiên mà ngay cả Phật tử Việt Nam mang tiếng mấy chục năm học đạo, chứ không bao giờ Phật tử Việt Nam chịu hiểu cái câu đầu tiên này nè. Cái câu đầu tiên mà tôi nhớ như bữa hôm tôi có giải thích rồi, muôn loài sống nhờ thực phẩm, cái câu này là nội dung của toàn bộ Phật pháp, không biết trong rừng còn nhớ không ta, còn nhớ cái muôn loài sống nhờ thực phẩm pháp không, tức là pháp thiện nó là thực phẩm cho người thiện,
Nhờ có pháp thiện mình mới có nhan sắc, mới có sức khỏe, mới có trí tuệ. Đó, như vậy là pháp thiện là thực phẩm. Rồi pháp bất thiện nó cũng là thực phẩm, mà sao là nhờ có pháp bất thiện mình mới có thời gian mình ở địa ngục, mình mới có lửa địa ngục mình xài chứ, mình mới có cái nỗi khổ, niềm đau, mình mới có sự đói lạnh rồi thương tích rồi này nọ của các loài đỏ xứ chứ. Nói chung là mọi thứ trên đời này nó tồn tại, nó phải nhờ đến những cái nguồn năng lượng hỗ trợ, thì cái nguồn năng lượng hỗ trợ đó được gọi là thực phẩm nha. Vấn đề là ta là loại chúng sinh nào, ta sống bằng loại thực phẩm nào, và loại thực phẩm đó nó sau đó nó biến ta thành cái loại gì tiếp theo. Nói như vậy thì toàn bộ Phật pháp chỉ là vấn đề thực phẩm thôi. Để hôm nay hoặc là từng ngày từng bữa đầu tuần mà bà con vào room nghe chúng tôi nói chuyện cũng là quý vị đang ăn ăn đó. Cái gì quý vị ăn cái đó, mà ăn bằng cái tâm trạng gì, ăn bằng cái hệ thống tuần hoàn tiêu hóa hô hấp ra sao thì đó là chuyện của quý vị. Nhưng mà phải nói rằng thì là một lần mình đọc sách, một lần nghe ai đó nói chuyện đó là một lần mình đang nạp cái thực phẩm, nạp cái dưỡng tố vào cho cái đời sống của mình này. Cho nên cái một câu thôi, muôn loài sống nhờ thực phẩm, từ đất đá cây cỏ đến con ông cái kiến, cho đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Thượng Lão Quân Diêu Trì Dương Mẫu, rồi đến Đại Phạm Thiên Ác Ma Thiên Tử Đế Thích Chuyển Lương Vương Cung Càn Đắc Bà Cu Bàn Tràng Kim Sĩ Điểu, tất thảy đều sống ở trong cái sự hỗ trợ của nghiệp thiện nghiệp ác nha. Và tất cả đều là nói chung nó nằm trong bốn là thực phẩm ấy. Nhưng mà ở đây ngài chỉ nói gọn muôn loài sống nhờ thực phẩm, chỉ một cái câu này, chỉ một cái chữ thực phẩm này thôi đó là bao gồm gọi là nhất thiết càn khôn xâm la vạn tượng nha. Thì nghe nàng thích quá, nàng mới đề đi xuất gia. Nàng đi xuất gia và về sau thì trong một cái dịp trước mặt đại chúng thì Đức Thế Tôn người xác nhận rằng trong đệ tử của ta không có một tỷ kheo ni nào mà có cái khả năng mà chứng đắc nhanh như vậy. Đó là chuyện đời vừa đẹp vừa buồn của nàng Cún Đa La Kỳ Xà. Tiếp theo là chuyện về nàng Phất Đa Cáp Bi La Ni, có nghĩa là đệ nhất chi ta, đệ nhất túc mạng minh. Tương đương, họ không phải tương đương mà giống như thôi, chứ không phải tương đương nha, mà giống như ngài Sô Hí Tá Bình Tăng. Bình Tăng cũng có một vị đệ nhất vậy đó. Vị này phải nói đó, phụ nữ và mà là Phật tử, mấy nữ Phật tử mình á, tín nữ nên xem bà này là một trong ba cái hình mẫu để mà chọn lựa. Đó, một là coi như là lạnh lùng băng giá, quên đi cái phái tính, cắm đầu vung bồi thiện pháp, để nếu đủ duyên thì thành nam, còn không nữa thì chứng đạo ngay trong thân nữ, vẫy tay giả biệt trầm luân. Nghe kịp không? Cứ cắm đầu vùi mặt tu hành, đủ duyên thì thành nam cho vui với người ta, cạo râu lần cuối trước khi niết bàn. Đấy, còn nếu mà vẫn tiếp tục là thân nữ thì cũng có thể đắc đạo trong hình thức của nữ giới. Coi như không màng tu tập mà không màng đó phải tính, đó là trường hợp một. Cái trường hợp hai đó là coi như đó là cùng nắm tay sánh vai với một vị Bồ Tát để mà chung lo đại sự cho ba cõi nhân thiên, như là bà Gia Du, có nghĩa là bên cạnh cái tình riêng đó với Bồ Tát thì bà có một cái tấm lòng của một người mà nghĩ đến vạn loại hữu tình trong ba đời mười phương. Cực lắm, chứ còn nếu mà nó chỉ cái tình mà cái kiểu mà tình cảm nhi nữ thông thường thì không có đủ cái gan mà đi suốt cái con đường của bà Gia Du đâu. Kính thưa quý vị, tôi phải nói rằng nó bà Gia Du là một cái người mà mỗi lần nhắc tới thì tôi nghĩ mình chỉ nên có một động tác là chắp tay cúi đầu quỳ lạy thôi nha.
chứ còn mà bà không còn cái gì để mình nói, bởi vì bốn A Tăng Kỳ là lâu gấp đôi Phật Độc Giác, gấp 4 ngày một kiền liên Xá Lợi Phất, cái vị nghĩ không có lẫm xương sống sao được nha. À, mà trong trường đó thời gian chỉ đi làm một việc thôi, đó là hỗ trợ cho người khác thành Phật, còn mình vẫn đứng bên lề lịch sử. Phải nói rằng thì là cái này mới đúng là tâm tư của một vị nữ nhi, vị anh thư đệ nhất anh thư. Ừ. Thì đó là hạng thứ hai. Hạng một là quên đi phép tính, vùi đầu để tu. À, rồi nó muốn đắc kiểu gì nó đắc, nó thành nam thì nó thành, không thì nó thành nữ, rồi đắc quả trong thân nữ, lo cho mình thôi. Hạng thứ hai là như bà Gia Du, có nghĩa là cùng nắm tay Bồ Tát để lo cho đại sự. Cái hạng thứ ba đó, cái hạng số 3 này mới là vui nè. Hạng thứ ba này nó là đi một mình có vẻ quạnh hiu, thôi thì hãy chọn lấy một người mà lúc rảnh á coi nhau là bạn đời, mà lúc quẩn thì coi nhau như bạn đường. Đó. Coi như đi một mình thì nó quạnh lắm, nó quạnh lắm, mà có nhiều người đó thì coi như là bắt họ làm nam thì họ cũng còn tiếc mấy thỏi son. À, mà bắt thành nữ mà cái kiểu mà nhi nữ thường tình á, thì họ đã vượt khỏi cái tầm đó lâu rồi. Đấy. Họ vượt khỏi cái tầm nhi nữ thường tình lâu rồi. Họ đã làm cái việc, họ đã sống bằng cái tâm hồn của nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Có một điều là trong một góc sâu thẳm ở trong cái đáy tim của họ đó, họ cũng thèm được một vòng tay đủ ấm đủ mạnh để họ tựa. À, thì người đó là ai? Đó là cái mẫu hình mẫu thứ ba, đó là hình mẫu hai, đó là bà Gia Du. Hình mẫu ba đó là Hatha Kapilani mà mình đang học đây đó. Kapilani suốt cả trăm ngàn đại kiếp nàng chỉ thương có một người thôi, đó là bà, đó là ngài Maha Kassapa. Trong mắt của nàng là trong tam thiên đại thiên thế giới này, nếu mà nó là tùng quân, cái cội tùng để tựa, thì nàng chỉ hợp với mỗi một con người này thôi. Và la lùng một chỗ đó, đừng có nghe như vậy mà tưởng nàng là cái thứ phụ nữ tào lao, không. Mà cứ hễ mà gặp nhau đó, mà ngài làm vua thì nàng là hoàng hậu, à mà ngài làm là chủ nhà thì nàng là nội tướng phu nhân. Mà điều đặc biệt đó là hễ mà ngài Maha Kassapa mà vào rừng tu thì nàng cũng lò dò đi sao. À, mà cái này mới ghê, ngài Maha Kassapa đắc thiền là nàng lập tức đắc thiền. Cái vụ này thì tôi cũng xin ngã mũ ngàn lần nha. Bây cái vụ này hơi khó. Hơi khó. Mình thương người ta, mình đi theo người ta, mình học hạnh lành của người ta, bố thí trì giới phục vụ hồi hướng thính pháp nghe pháp gì đó, cái đó thì cái bộ được. Nhưng mà cái vụ mà người ta đắc thiền mình bèn đắc theo, người ta bỏ nhà mình bèn bỏ theo, người ta lên rừng mình bèn lên theo, thì cái vụ này tôi thấy là chỉ có nam thôi. Vậy mà nữ có người làm đặng, ấy chính là nàng cách đi làm đi của chúng ta. Nhiều và rất nhiều kiếp cái vụ này hay mệt. Giống như là bà Gia Du, ai cũng tưởng là bà đối với Bồ Tát chắc là tình cảm ái ân tràn trề, xin thưa trật lắc, không phải đâu, không phải đâu, thường lắm. Nhưng mà Bồ Tát chỉ cần cầm tay nàng mà nói, người ta cần nàng, ta cần Phật đạo. Bồ Tát nói câu phải nói, khi ngài nói như vậy là tam thiên đại thiên thế giới nó lắc mà chịu không nổi. Ngài khi mà người ta đến xin 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 bà Gia Du đó, ngài chỉ nói một câu thôi, người ta cần nàng mà ta cần Phật đạo, giúp ta một lần đi. Nàng gạt nước mắt và ra đi. Lúc đại địa chấn động mà nhiều lần và nhiều lần như vậy, thưa quý vị, đến lúc mà sắp niết bàn á, nàng có kể là chuyện đó. Ngày xưa bao nhiêu kiếp đi theo Thế Tôn, Thế Tôn cho nhà cho đất cho cả nam nô nữ lệ cho hết, cái gì con cũng chịu. Cuối cùng ngài đem mấy đứa con của mình đó, ngài đem ngài cho luôn con gạt lệ mà chia tay, không dám nữa lời trách móc. Và khi không còn gì để cho, không còn người, không còn vật để cho, không còn nhà, không còn đất để cho, không còn vật gì sở hữu nữa để cho, ngoài ra con ngài bèn xách con ngài đem cho luôn, mà con vẫn lạy tạ ngài rồi con đi. Khiếp như vậy nha. Ở đây thì bà Kapilani thì không, chưa có tới cái chỗ đó. Nhưng mà hễ mà ngày mà Kaspa mà coi như là ở đâu thì nàng ở đó, mà gớm nhất đó là ngày đắc thiền nàng đắc theo, ngày về phạm thiên nàng về theo. Mà phạm thiên là gì? Là liền dục ái và sân.
lên trên đó không còn nam nữ nữa, hết trên đó rồi trở xuống đó, thì ai mà trên Phạm Thiên mới xuống là trong cái tình cảm nam nữ, trong cái chuyện mà hưởng thụ năm trần là coi như là tê lưỡi không cảm giác nha, tê lưỡi và nghẹt mũi không cảm giác, thì nàng cũng vậy. Nhưng mà thương thì cứ thương, lạ như vậy, đây là một cái thứ tình cảm lạ lùng lắm. Và thương người ta phải hỗ trợ người ta chứ, có đâu mà thương người ta làm kéo người ta xuống sập. Cái thứ này thứ tào lao, cái thứ này dễ cả, đâu phải muốn thương Từ Hải là dễ, phải cởi kiều mới thương Từ Hải được nha, cởi kiều mới thương Từ Hải được, cởi Loan mới thương Dũng được, cởi Quỳnh Như mới thương Phạm Thái được. Thì coi như là sau nhiều kiếp như vậy, đến kiếp cuối cùng, chuyện là tôi kể rồi mà, nãy giờ tôi cố ý tôi kể nhiều với tôi nhấn mạnh một chuyện mà tôi không có mấy khi có dịp để kể, đó là mang thân nữ phải mà là nữ cỡ nào cho nó đáng. Đó. Để làm chi? Để có thể gặp được những cái bóng tùng quân mà có cấp số, có số má tam giới nha. Mà ngược lại nam cũng vậy, nam phải nam cỡ nào để nó thể mới được cỡ này nó dựa, còn nếu mà không được e dựa thì cũng mà một mình trong trời đất cũng sung sướng nha. Thì sau nhiều kiếp, có kiếp cuối cùng thì nàng là một triệu phú tiểu thư, còn chàng là một thiếu gia triệu phú, gọi là gia tư không phải bậc trung mà là bậc thượng, giàu lắm. Cái trang trại của ngài Mahakaspa rộng đến mức mà không có tài nào mà đi bộ được, mà phải cưỡi ngựa, cưỡi một cái rẹt dòm qua rồi, nhắc nhở bảo ban người làm gì chút vậy đó rồi giọt mắt, chứ không có cửa nào đi bộ hết đó. Thì nhiều lần và rất nhiều lần những buổi trưa nắng chang chang như vậy đó, rồi ngày cưỡi ngựa ngày đi, ngày cưỡi ngựa ngày đi vô thăm trang trại, người thấy nắng chang chang rồi mấy con trùng nữa, mấy con dế nó nóng quá nó mới nhảy ra ngoài đất, rồi mấy con chim se sẻ, mấy con chim nhỏ nhỏ nó xuống nó bắt nó ăn, rồi mấy con chim lớn mới rượt giành mồi mấy con chim nhỏ đó, rồi những người nông phu, những người gì gia nhân mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm tấm mồ hôi đó, rồi trời đổ nắng như là lửa thiêu, bản thân ngài thì coi như là tuy là quần là áo lụa nhưng mà cũng nóng nực, rồi con ngựa nó cũng khó chịu, nhảy lòng nó hí, nó cũng đau đớn nực nỗi. Ngài nhìn hết tất cả những cái đó, ngài gom nó thành một, ngài nói trời ơi sao lưng hồi cứ này ngán quá vậy ta, mai mình là chủ, mình là thiếu gia, mình là đại gia, mình là công tử mà mình còn chịu không nổi thì mình làm sao mà cứ như vậy mà luân hồi như vậy hoài, cứ đời nào sinh ra cũng vậy là sao chịu nổi trời. Ngày nghĩ như vậy đó quý vị, ngày nghĩ như vậy thôi. Còn mình thì sao, trưa nắng thì mặc trưa nắng, miễn là có tiền để mình le lưỡi mình đếm là mình thấy phê rồi. Mình nói bốn bữa ha, có tiền trưa nắng ngăn cha mà le lưỡi đếm tiền là đã thấy vui rồi. Mà ngày thì không, ngày thì không, ngày mới chán quá mà gia đình ép ngày lấy vợ, ngày mới thuê thợ làm cho ngày một cái tượng vàng thiệt là đẹp, mà này mà ngày biết ngày hiểu ngầm á, là cái tượng mà đẹp như vậy vì không có cách chi mà có người giống được hết trơn á, mũi vậy, môi như vậy, trán như vậy, tai như vậy, mắt như vậy, gò má như vậy, cằm như vậy, ngày cố ý người lựa ra mà ngày chọn ra một cái hình mẫu mà coi như là tàn khốc nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Ngày mới kêu thợ làm xong xuôi, ngày nói bây giờ nếu mà kiếm được cái cô nào mà giống y chang như vậy thì con lấy, còn không thì thôi cho con miễn đi. Thì không ngờ là gia đình đi lục lạo cũng mâu ra một nhân vật y chang như vậy, đẹp như vậy mà dĩ nhiên nét tương đương nhưng mà cái màu thì đẹp hơn, người thiệt mà đó. Thì cái chuyện là tôi nhớ tôi kể rồi, thì trên lúc mà trong ngày rước dâu thì hai người mới là lén gửi thư cho nhau, hai người mới nói là lấy theo lệnh gia đình thôi chứ còn không có ái ân gì hết trơn, nó nản lắm rồi. Rồi nhờ vậy đó mà chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt như vậy. Thì sau đó hai người đi tu, lấy nhau rồi cho cha mẹ vui nhưng mà sau đó đi tu. Trong đêm hợp cảnh là mỗi người nằm riêng một một góc giường thôi. Rồi sau đó hai người đi tu rồi hẹn nhau sao ta, hẹn nhau là ai tìm đạo bất tử trước thì sẽ về tìm cái người 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 còn lại. Và ngày Mahakaspa ngày gặp Phật trước, ngày đi xuất gia và sau đó thì ngài mới gặp lại nàng Phat-ta Kapilani và nàng cũng chứng quả A-la-hán, rồi thì được Đức Phật xác nhận là đệ nhất túc mạng minh, có nghĩa rằng một đêm như vậy nàng có thể nhớ hàng trăm đại kiếp và nhớ nhanh, nhớ nhiều, nhớ giỏi và thường xuyên sống ở trong những cái lần nhập định để sử dụng túc mạng minh nhiều hơn những vị khác nha.
Thì với cái khả năng đó, cái khả năng tiếng Pali gọi là chinh nó và si, chinh nó và si là cái khả năng hay là cái biệt tài nha, khả năng hay là biệt tài gọi là chinh nó và si. Đó là câu chuyện về một nhân vật thánh ni mà mình cũng vừa học xong. Bây giờ mình học tiếp về một người nữa, đó là Phát Ta Cách Cha nè. À, chính là ai ta? Chính là bà Gia Du. À, bà Gia Du, bà có nhiều tên gọi, bà có nhiều tên gọi lắm. Một là Phát Đa Cách Cha Na như mình thấy ha, rồi nàng Bim Ba, rồi Ra Hú Lát Ma Ta, rồi Yasô Thara. Nàng có nhiều tên gọi như vậy. Một là Phát Đà Kapila nì, hai là Pimba, rồi Yasothara. Còn riêng khi mà đi xuất gia đó thì Đức Phật ngài, khi mà nàng đi xuất gia rồi thì Đức Phật gọi là Rahula Mata, tức là mẹ của Rahula. Mẹ của Rahula, Rahula Mata. Thì cái chuyện như vậy bà, thì bà quý vị thấy không, liếc mà quý vị liếc ở trong bản chú giải nó ngắn ngủn này, là tại sao nó ngắn, là vì bà là một nhân vật thứ nhất là quá nổi tiếng đi, thứ hai là đời của bà không cần kể nhiều, bởi vì hãy kể về Đức Phật á, là phải kể bà. À, cho nên bao nhiêu cái chi tiết lớn nhỏ về bà là coi như mình có thể đọc thấy trong Phật sử hết rồi. Ở đây chỉ kể vắn tắt thôi, chỉ kể hai chuyện vắn tắt. Một một đó là bốn A Tăng Kỳ về trước, bà đã nguyện hộ pháp cho Bồ Tát thành Phật. Đó. Thứ hai là 100.000 đại kiếp trước đây, bà đã quỳ trước Phật Paramuttara để nguyện trở thành một tỷ kheo ni mà đệ nhất thắng trí. Mở ngoặc đơn là thắng trí là sao ta, đệ nhất thắng trí thì tức là lục thông, xin lỗi, ngũ thông, với ngũ thông nói chung. Tại sao mà không phải lục thông ta? Tại sao phải lục thông? Tại bởi vì cái thông thứ sáu đó là lậu tận thông. Cái thông này nó nói cho sang, thật ra cái này chính là cái quả vị La Hán. Mà đó là La Hán nào thì cũng có, cho nên La Hán có nhiều lắm. La Hán lục thông, rồi La Hán nhất thông, rồi có La Hán nhị thông. Ví dụ như La Hán mà chỉ có cái một khả năng thôi, chỉ có khả năng nhớ kiếp trước thôi, hoặc chỉ có nhiều vị La Hán tam minh đó, là vị đó chỉ có, vị đó chỉ có cái chỉ có ba thông à, có A La Hán, La Hán ba thông, mở một đơn là tam minh, rồi La Hán lục thông, mở một đơn là có ngũ thông. Tức là bản thân cái La Hán là một thông rồi. Rồi La Hán nhất thông, là chỉ hết phiền não, chỉ hết phiền não ha, chỉ hết phiền não, không có thần thông gì hết, có thiền thông gì cả, không có gì cả. Đó La Hán ba thông, tức là tam minh nhé. Ồ, ở đây có người nói hết nghe. Alo, các vị còn nghe không? Rất kỳ, rất là lạ. Rất là lạ. Rồi, La Hán ba thông có nghĩa là tam minh á, rồi La Hán lục thông tức là La Hán mà có ngũ thông, rồi La Hán nhất thông có nghĩa là chỉ có hết phiền não thôi, còn ngoài ra không có gì hết. Và chưa kể còn những trường hợp nữa, là trong kinh có nói rõ là có nhiều vị có đắc
thành thông, nhưng mà do cái tiền nghiệp đó, vị đó không có đủ ngũ thông. Thí dụ như là ông Sunak Khách Tá, ông chỉ có được có cái, thí dụ như ông biết được ông có được cái tha tâm thông, có được nhãn thông, nhưng mà ông không có được thiên nhĩ thông. Nhớ nha, cái chuyện mà ngũ thông nó không buộc phải có đủ nha. Rồi thì bây giờ mình trở lại bà Gia Du, là bà nói đến bà là phải đến hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là 4 A Tăng Kỳ trước, bà đã quỳ trước mặt Đức Phật Diên Đăng đi bằng cái nguyện trở thành người hộ pháp cho Bồ Tát Su Mê Tha, tức là người sau này trở thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái sự kiện thứ hai, cái dấu mốc thứ hai quan trọng trong cuộc đời, trong cái cuộc sanh tử của bà, đó là cách đây 100.000 đại kiếp thì bà đã quỳ trước Đức Phật Tôn Mô Tát và nguyện trở thành một tỷ kheo ni đệ nhất và thắng trí. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngũ thông của bà không ai bì được hết trong cái hàng ni đó. Nên nó là bên ni thì đúng, có những vị đệ nhất về túc mạng minh, đúng, mình mới học xong đó, rồi đệ nhất về thiên nhãn đó, mình có học xong, nhưng mà tròn trịa cả năm như bà thì không. Và mỗi vị ở đây, cô ở đây giọt mưa, cô giọt mưa lấy giùm tôi cái đoạn này nha, cái đoạn mà ê cách xa hí đó, lấy giùm cái đoạn đó đi, cái đoạn nó quan trọng đó. Alo, còn nghe không? Phải, cái hàng đầu tiên của Phách Đa Cách Chana đó, ê cách xa hí Bồ Tát Sa Chát Ta Rô Quát Chà Na Ma Ha A Phinh Hoàn Tỷ Nô. Cái đoạn 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 trên cùng á, cái chỗ mà ê có giọt mưa hay là nhớ tôi không, lấy giùm được không? Nay sau cái ông sư Hạnh Tuệ rồi xong Ma Sa Tí rồi mất tiêu rồi ta. Rồi thì trong đây có kể là mỗi vị chánh đẳng giác, có 4 người đệ tử mà nhớ hơn 1 A Tăng Kỳ đó. Nhớ hơn 1 A Tăng Kỳ ở đây gồm có là 2 vị Thượng Thủ Thinh Văn, rồi bà Gia Du, rồi ngài Pakula, tổng cộng là 4 vị, tức là nhớ 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp thì tiền thân nha. Thì bà sau nhiều kiếp hồi nãy tôi đã kể rồi, bà phò trì hỗ trợ Bồ Tát, Bồ Tát là tu hành thì bà nấu cơm, bà quét nhà, giặt giũ, chăn đệm mùng mền mà lo, rồi có nhiều kiếp thì phải có một bà nội tướng như là bà đó thì Bồ Tát mới là yên tâm làm việc tu hành ba la mật. Còn mà đặc biệt cái chỗ là không, bà không có những cái léo nhéo nó cho cái gì mình, bây giờ bà tin ngài, bà tin ngài làm đúng, cho nên bà không có léo nhéo rồi phiền trách. Rồi phải nói là một cái người phụ nữ mà chia sẻ được lý tưởng cho cái người đàn ông đó, không phải dễ tìm đâu quý vị. Có nhiều bà thì ở đầu chí lớn rồi cùng chồng đi hoạt động cách mạng, bôn ba làm quốc sự chính khách, thì tụi bên mới nhớ hồi mà bắt đầu có được của ăn của để, có chút tiếng tăm là bắt đầu lo đi đánh ghen, nó có cái vụ đó nữa nha. Hồi xưa ví dụ như là mình thấy như ông Tôn Dật Tiên đó, thì ông lấy cái bà gì, bà Tống Cánh Linh thế, nhưng mà có nhắm 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 có xứng đáng hay không. Bà Tống Cánh Linh đúng rồi. Bà Mỹ Linh là lấy ông Tử Giới Thạch, ông Tôn Dật Tiên là lấy bà Tống Cánh Linh. Thì một người đàn bà như vậy không có dễ kiếm, không phải dễ kiếm đâu quý vị. Một người đàn bà như bà Gia Du khó lắm, có nghĩa là chia sẻ lý tưởng của chồng mà lại là cái người đầu ấp tay gối kề vai tựa má. Chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà cái khó nhất là chuyện lớn chia sẻ mà chuyện nhỏ lại cảm thông. Wow, chuyện lớn á thì chia sẻ mà chuyện nhỏ đó thì cảm thông. Lỡ có ai mà đầu mày cúi mắt vì chồng mình đó, thì bà cũng cũng tỉnh bơ, bởi vì bà biết ngài mà có một chút sa cơ mềm lòng thì đó là chuyện nhỏ thôi nha. Chuyện lớn chia sẻ mình thì nhỏ cảm thông, còn mình nó thì không có cái khả năng này. Cho nên nó là nam á, thì không có đáng mặt anh hào, mà nữ thì không có đáng mặt anh thư. Cho nên nó là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Tôi có biết một cô Phật tử của tôi, cái phim mà cuộc đời Đức Phật mà do Ấn Độ đóng đó, mà cô có chồng rồi, cô cũng năm nay cũng trọng trọng tuổi rồi, bữa cô gặp tôi cũng nói mà tôi không biết nên khóc hay nên cười. Cô nói trời đất ơi, cô nhìn con thấy cái ông diễn viên mà đóng Bồ Tát Tất Đạt ông đẹp trai quá trời, mà cái bà Gia Du bà cũng đẹp quá cỡ, tự nhiên con nghĩ mấy cái cặp như vậy nên mới nên sáp vô, chứ sao con thấy mình bây giờ thì đâu toàn là cầu cào lấy châu chấu không, mà sao con nhìn hết muốn lấy chồng luôn.
Mình bây giờ toàn là cào cào mà lấy châu chấu không à, trong khi mình vô mình nhìn mình thấy cầu nó cười, mình thấy có như ngài Má Ha Cá Sấp Bá với nàng Thất Ba Cát Tí La Ni thiệt là đẹp đời, Bồ Tát Đắc Đạt với bà Gia Du Đà La thiệt là đẹp đời, còn nếu thấy tìm không ra thì thà đi một mình, chứ còn mà ráp vô mà ráp tào lao nó gọi là sai nồi mà lộn nắp đó là nó khó lòng lắm vậy đó. Vậy cho nên học đời, học chuyện đời của mấy bậc thánh là phải học để cho vui, mà mình để mình gẫm lại, mình gẫm lại cái gì? Thứ nhất, mình chỉ cần mình đọc cái câu thần chú này: tôi sẽ là một con người như thế nào để có thể có những người bạn đường và bạn đời thật là ngon lành. Tôi phải làm, nếu mình là người nam á, mình phải là một người chồng, phải là một người bạn trai mà xứng đáng với những người vợ, với những người bạn gái thật là xuất sắc. Và nếu mình là người nữ thì mình cũng phải trang bị làm sao mình để cho cái người mà ghé mắt nhìn mình nó phải là cái tai mà phải nói là hạng bét cũng phải là tự hại à, chứ còn cái thứ mà cái như là mã giám sinh hay là anh chàng Sử Khanh thì thấy nó uổng đời quá, uổng đời quá. Cho nên cứ nhớ đọc câu thần chú này: tôi sẽ làm sao mà để bản thân tôi xứng với người khác và cái người đến với tôi cũng phải xứng với tôi. Rồi xong à, chuyện gì bà kể vắn tắt như vậy thôi nha, tại vì ai biết chuyện bà Gia Du hết rồi. Tiếp theo là chuyện này Kisarutani. Kisa có nghĩa là ốm o gầy mòn. Kisa có nghĩa là ốm o gầy mòn. Thì nàng á, là có nhiều cái huyền thoại, có nhiều cái huyền thoại kể về nàng. Thì trên đây chúng ta kể vắn tắt thôi. Nàng vốn sinh ra mang cái phận gái nhà nghèo, tức là cách đây 100.000 đại kiếp thì cũng cũng tu hành, cũng phát nguyện lúng túng người ta, nhưng mà sau nhiều đời sanh tử đó thì đến cái kiếp chót cuối cùng mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời hoằng pháp độ sinh thì nàng lại sanh vào trong một cái gia đình mà coi như là nghèo khổ mà ốm nhách à. À, nhưng mà tại sao mà nàng lại 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 lấy được chồng đại gia à? Nó có cái cớ sự như thế này: là có một cái ông đó là coi như là ổng là chủ một cái tiệm vàng to đùng, như một ngày kia nó là ổng buổi sáng ổng mở cửa dọn hàng, bán vàng, vàng thô, vàng thỏi, bạc nén, thì ổng mới phát hiện ra là tất cả vàng bạc ổng có nó thành than hết, than mà than nấu củi, than nấu nấu bếp ấy, biết trung trung cái biểu nghe không ta? Có nghĩa là cái này tôi kể cho bà con nghe thì nó bao la vậy thôi, chứ còn trong đây thì có chỗ có, trong đây có cái không có nha. À, thì các vị nghe kịp không? Một ông đại gia bán vàng mà coi như là ngủ đêm thức dậy mở cửa dọn hàng là thấy toàn là than củi không, thì ông kêu trời à, khi mà ông kêu trời như vậy đó thì có người mới mách cho ông như thế này: cái chuyện này không phải tự nhiên đâu, chỉ là chuyện lạ, chỉ là chuyện lạ, ông cứ để về đừng có dọn, khi nào có người có phước tới thì tự nhiên thì mọi sự nó trở lại như cũ. Đúng, thì một ngày hai ngày sau thì Kisagotami là một người con gái nhà nghèo tình cảnh đi ngang, ông bà mới thấy mấy cục than, nguyên đống than, nên bà mới cầm lên bà nói: vàng bạc ai đi đổ đống như thế này, coi giống như than than đốt lò là sao. Thì ông nghe ông hết hồn, ông nói cái này than hay vàng, cái này nói này vàng bạc sao ông bị bệnh mà. Này là vàng sao ông nói kỳ vậy, thì ông kêu nó là than củi, than đốt lò nó khám cái này vàng. Thì bà nói vậy thì cái phần nào bà cầm á thì nó thành vàng hết. Thì ông này biết là người này người đặc biệt, thì người này là mình không thể xa cái người này được, thương thì không có thương nhưng mà phải nói cần thì rất là cần. Đấy, đây cũng là bài học lớn trên đời này, có nhiều khi có nhiều cái món mà có nhiều cái người mình thương không thương, mình thích không thích, nhưng mà nó cần thì mình cũng phải chịu nha. Nói ra nó hơi bạc nhưng mà sự thật là như vậy, có nhiều cái món mình không có thích ăn à, nhiều cái nó ngon mà nó không có lành, nhiều cái nó lành mà nó không có ngon. À, về Việt Nam có nhiều cái món ăn rất là ngon nhưng mà mình yên tâm là nó không có lành. Rồi bên cạnh đó về miền quê đó thì nó có nhiều món ăn rất là lành, ví dụ như là rau bình bát, rau tập tàng, bông thiên lý,
ba cái thứ nhãn lồng mọc ở bờ ao, bụi chuối, bờ rào, thấy nó vậy đó, nhưng mà ăn nó lành. Thì trong cái quan điểm nhân sinh, trong cái tình người, hay là trong cái chuyện sở hữu tài sản cũng y chang như vậy. Có nhiều cái thứ nó không có ngon nhưng mà nó lành, thì cái nó lành mà nó không có ngon. Thì ông này ông thấy nàng ông nhách ông nhồi cũng nản quá, thì cái người đâu mà nhìn không có bắt mắt nhưng mà được, người này cần cho mình thì cưới. Cưới nhưng mà có điều là gia đình chồng thì coi rẻ cái thân thế của nàng lắm. Thì một ngày kia khi mà nàng có được một đứa con trâu, nó coi cả và dòng họ nó bu là nó thờ nàng như là thờ nữ thần, là bởi vì nàng là người có phước thì họ thấy rồi. Nhưng mà xấu quá, bây giờ mà thêm đứa con trai mà đích tôn nữa, là cháu nội đích tôn, thì thôi coi như nàng bây giờ là nàng muốn trời có, muốn mưa có mưa, muốn nắng có nắng đó. Thì xui cho nàng đứa con nó chưa được bao 1 2 tuổi gì đó, nó mới lẩm đẩm là nó lăn ra nó chết. Thì các vị thử tưởng tượng đi, mình là một người con gái sanh ra trời bắt xấu, à không nhan sắc, rồi do một chút cái may mắn mà mình bước chân vào cái cửa hào môn sâu tợ bể. Cửa hào môn là nhà giàu ạ. À, mà để rồi bây giờ trong 1 phút giây mà cái điểm tựa sau cùng trong cuộc đời của mình để mình nắm níu tựa nương là cái thằng con trai rất mực dấu yêu ấy, nó đã một sớm mai hồng không báo trước mà ra đi không thèm từ giã một lời, làm sao nàng không đau cho được. Đấy. Thế là nàng trở nên điên dại bồng sát con, không nghĩ đến chuyện chôn cất an táng, cứ bồng sát con điên dại mà đi trên đường, vừa đi vừa khóc: ai cứu lấy con tôi, ai cho thuốc để cứu con tôi. Thì có người nó đang đi đang khóc như thế nào: bút tát sami phê sách chăng đi thả ở nàng đi vậy, cho thuốc đi, cho tôi xin thuốc để cứu con tôi. Bút tát sami phê sách chăng đi thả, cho xin thuốc để cứu con, cứu con mà cũng cứu cả đời nàng đó. Nó động trời chỗ cứu con mà cũng cả cứu mình nữa nha, cứu cả mình nữa. Rồi có người thấy thương nàng quá, nàng người ta mới nói thế này: ai mà cứu được, cái xác nó chết rồi, bây giờ chỉ có một cách, nghe nói thôi, nghe nói không có chắc nha, nghe nói thôi là cái Sa môn Gotama mà ở chỗ chùa Kỳ Viên ấy, nghe nói hình như đó là ngài nó là cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương hết trơn á, mà ngài người đặc biệt lắm á, ngài hình như là cái gì ngài làm cũng được. Đó. Thì đó là người duy nhất sau cùng mà bà tới gõ cửa mà ngài từ chối thì coi như bà hết phim rồi nha. Mẹ nàng nghe như vậy bồng sát con tất tả chạy tới gặp ngài, nàng quỳ sụp xuống và xin Thế Tôn cứu. Thế Tôn vừa nhìn thấy nàng là Thế Tôn biết rằng con gái, đứa con gái lưu lạc của mình trong vô lượng kiếp đã về đến nhà rồi, biết ngay. Cho nên là khi mà nàng xin như vậy thì ngài nói rằng: hãy đi ra làng này, đi ra thành phố này nè, ra làng ra phố tìm cho ngài một ít gì ta, hột cải trắng, đấy, tiếng Pali là xích thạch thạch cá, tiếng Anh là dịch là white mustard nha. Hột cải trắng. Ngài nói rằng bây giờ đó là con cứ bồng sát đứa bé, con đi ra làng ra phố mà con kiếm ở đâu mà cho ta được một ít cái hột cải trắng á, về đây thì ta là có thể, con của con có thể cứu được, nhưng mà với một điều kiện là cái ngôi nhà đó, cái chỗ cái người nào mà cho con á, cho con hột cải trắng đó, là trong nhà của họ, trong dòng họ của họ đó, chưa từng có người chết à, mới được. Chứ còn cái nhà nào mà từng có người chết, có cha chết, mẹ chết, ông bà cố, ông bà ngoại, ông bà sơ sẩm mà chết thì không được. Mình phải kiếm cái hột cải ở cái nhà nào mà cái dòng họ của họ, cái dòng họ chưa từng có người chết đó, thì mới làm thuốc được. Thì coi như nàng đi suốt mùa thu cách mạng mà coi như là Matabopo, là từng có người chết ha, Matabop bác là từng có người chết, mà coi như là nát búp namata búp bồ namata búp
Po là chưa từng có người chết, tức là cái dòng họ nào á mà chưa từng có người chết thì mình xin một ít hậu cải của dòng họ đó về đây mình mới làm thuốc được. Thì đây là chỉ là một cái mẹo thôi, không phải ngày gạt nàng, nhưng mà đây là một cách nói hiền trí nha, cách nói minh triết. Thì nàng lúc đó là coi như hữu sự thì vái tứ phương, Việt Nam có câu đó, hữu sự vái tứ phương, có chuyện rồi thì chuyện thì khó khăn nào mình cũng làm. Thì nàng mới bồng sát con đi gõ cửa từng nhà để xin hột cải trắng. Thì người ta cái chuyện một cái trắng là chẳng những cho một nắm là cho nàng cả cả rổ cũng được nữa, nhưng mà có một điều là cái điều kiện của nàng đưa ra nó hơi kỳ, đó là nàng lấy, nhưng mà nàng hỏi ở trong nhà này có trong dòng họ có từng có người chết hay chưa. Họ nói là ta nói bà không nữa, có cái dòng họ nào có gia đình nào mà không có từng có người chết đâu. Có người thì cha chết, mẹ chết, anh em cô dì chú bác thím cậu mợ dượng, nhà nào cũng có người chết chứ mình nói gì kỳ vậy. Rồi thì cánh cửa nó đóng sầm lại và bà tiếp tục đi gõ gõ riết đến một lúc tay bồng con đã mỏi mà nắng chiều đã xế. Thì bỗng dưng trong cái cơn mỏi mệt đau thương tận cùng ấy, nàng trong đầu nàng bỗng lóe lên một cái nhận thức, thì ra hột cải trắng không thiếu, nhưng không có ai trong cái cuộc đời này mà trong dòng họ trong gia đình lại chưa từng có người chết. Như vậy thì cái chết, cái sanh ly tử biệt nó không phải là cái điều ngoại lệ, nó không phải là một nỗi đau riêng tư của mỗi một mình ta. Như vậy thì Thế Tôn rõ ràng là đã dùng cái mẹo này để cứu ta. Nghĩ vậy rồi nàng bồng xác con vào nghĩa trang chôn cất và trở lại gặp Thế Tôn đi xuất gia, xin đi xuất gia. Sau khi đi xuất gia rồi thì dĩ nhiên chứng là hạn, dĩ nhiên mấy người như vậy làm sao không chứng được chứng là hạn. Có một điều á là chứng là hán xong nàng đặc biệt hoan hỷ với một cái hạnh mà người ngoài nó nghe hơi khó 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 chịu, đó là gọi là suốt đời từ khi đắp y cho đến khi viên tịch, nàng chỉ mặc có một loại y phấn tảo mà thôi. Y phấn tảo có hai chữ Pali, một là Pang Su Kula Chi Chi và đó. Có cái chữ thứ hai gọi là lu khát chì và đấy, chì và đấy, tức là cái y thô xấu, có cái xuất xứ như mạc hạn, có cái xuất xứ mạc hạn. Xuất xứ mạc hạn là sao? Là cái vải quấn xác, cái vải liệm tử thi, cái vải mà người ta liệm trên đống rác và trước đó người ta dùng vào việc gì thì trời biết nha. Trong kể những cái mình lâm sinh sống, vải mà người ta băng bó vết thương, vải mà người ta dùng trong lúc sanh con, vải của phụ nữ sử dụng trong tháng, lắp 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 la, thì miễn sao là mình đem về đó là mình giặt giũ cho nó sạch, rồi bắt đầu mình nhuộm đúng cái màu mà luật cho phép, rồi thì mình cắt mình may để thành lá y mà mặc đó. Cái y đó nó có hai tên gọi, một là Pang Su Kula Chi Vrá, Pang Su là bụi bặm á, Pang Su Kula Chi Vrá, hai cái tên thứ hai là lu khát. Lu khát có nghĩa là thô xấu, lu khát chi vrá là cái y mà có cái xuất xứ mạc hạn. Mà trong râm này nếu không được giải thích thì bà con mới nghĩ ủa mình tu là mình tu tâm chứ còn chuyện mặc cái y gì có ở đâu. Hay xin thưa không có đơn giản như vậy đâu, quý vị phải coi cái thân mấy chục ký của quý vị nó rẻ tiền cỡ nào thì quý vị mới có thể mặc được cái loại này nha. Quý vị phải coi mấy chục ký lô này nè, nó là cái gì, nó là rác, nó là tệ hơn rác, thì mình mới đủ cái gan, đủ cái khiêm cung, đủ cái điều kiện tâm lý để mà khoác lên người cái lá y này nha. Và người mà đã mặc được lá y này đó là coi như là họ đã coi tự cho mình là chân trong chân ngoài cái quan tài rồi, không có sợ hãi. Chứ còn có bị tưởng tượng một cái người mà còn tham sống sợ chết, còn coi mình là quan trọng đó, thì làm sao mà đủ cái can đảm mà thò tay mà lấy cái miếng vải quấn xác, cái vải liệm mà máu me tùm lum rồi đem về mà giặt nhuộm cắt may. Đâu phải dễ quý vị, đâu phải dễ, trừ ra cái người mà nghèo nè khó ngoài đời nó, rồi hết đất sống rồi bí quá, thì
Phải như vậy thì cái này mình không có phục, bởi vì cái hạng mà ở ngoài đời mà không biết Phật pháp, họ có thể mặc cái đồ vải liệm, nhưng mà nay mai có tiền là họ không có muốn quay lại với nó nữa nha. Tôi nhắc lại lần nữa, ở trong rung có nhiều người có lẽ không đồng ý với tôi nếu tôi không giải thích. Các vị nói ô tôi nghèo rồi cái gì tôi cũng mặc, đúng, nhưng mà chỉ cần hết nghèo thì có cho tiền quý vị cũng không có dám quay lại với cái kiểu y phục này đâu nha. Nhưng mà ở đây lại khác, cái người mà mặc cái này nè là cuộc đời của họ coi như suốt kiếp họ không có chán nó, họ không có sợ nó thì mới gọi là cái người mặc phấn tạo y. Còn cái kiểu mà mình nghèo quá mặc tạm thì cái đó không kể nha, cái đó bí, cái đó bí mình không có kể. Còn cái hạng nào ta có điều kiện chọn lựa nhưng mà nó không màng nha, cho nên là cái có cái gan, có cái gan mà trì cái hạnh phấn tạo cũng là một cái gan đáng để cho nhân thiên ba cõi cúi đầu. Cái gan mà ăn đồ khất thực cũng là một cái gan đáng để cho chúng ta cúi đầu. Mới nghe qua thì thấy có gì đâu mà cúi, xin thưa quý vị có biết cái bình bát của trong tay ông sư người ta để cái gì hay không? Các vị làm ơn đừng có mà dòm vô cái bình bát ở trong mấy cái bữa lễ bát hội. Bà con ở trong chùa, trong trong mấy cái lễ bát hội người ta để toàn là đồ đàng hoàng không à nha. Thí dụ như là Việt Nam mình có thể mình đi bác Việt Nam về bác hỏi người ta còn cho tiền thì cái đó khỏi nói rồi, nó quá đã rồi nha. Rồi họ cho cái gì cái này cái kia mình biết xuất xứ, cơm cháo bánh kẹo có xuất xứ. Còn cái thứ mà đồ khất thực á hả, cái thứ khất thực mà trong mấy cái làng xa xóm nhỏ quê nghèo đó, nó để cái gì trời biết. Thí dụ như sáng rồi dở cơm đi ruộng cái nó còn gốc mình đi ngang múc cho mình miếng thì cái đó cũng đỡ. Còn cái thứ cơm thiêu cơm hẩm nó chảy nước nhớt lầy đó mà nhiều khi nó đâu có biết, họ đâu cái người cho họ không có ngờ là nó chảy nước rồi, họ thấy mình đi ngang họ cũng hốt cho mình nắm họ liền như bác. Rồi họ để cái nó không lá nói rồi nó ác, nhiều khi cái canh thừa cá cặn mình đâu có biết, cơm thừa cái canh cặn mình đâu có biết cũng giọng. Nói chung là khi mà mình biết chút ít về vi khuẩn vi trùng, mình biết chút ít về dưỡng sinh, biết chút ít về thực phẩm sạch đó, thì mình mới thấy có cái gan mà ăn được đồ khất thực thì đúng là cũng anh hùng hào kiệt có mấy tay nha. Cho nên nếu mà đúng là chân tu đó, đúng là bần tăng khổ sải thân tu khổ hạnh ấy, thì trong cái ăn cái mặc nó đã đòi hỏi mình là một cái vốn liếng tâm lý, một cái hành trang tâm tư kinh dị lắm chứ không phải là dễ dễ nuốt đâu nha. Cho nên cái hạnh mà xài được cái y mà y thô xấu mà có cái xuất xứ mẹt hàng, nó cũng là cái hạnh tu đáng để cho nhân thiên cúi đầu. Ok rồi, bây giờ đó là 3:20, mình còn 40 phút nữa, bây giờ mình tiếp theo cái vị này cũng hơi ngắn ngắn đấy. Đó là một cái vị tỳ kheo ni tên là Singhalakamata, đệ nhất tính giải thoát. Tương đương với ngài Vắc Ca Lý Bên Tăng. Tương đương với ngài Vắc Ca Lý là sao? Nàng cũng có 100.000 đại kiếp, quân tu ba la mật. Có nhiều người họ nghe quân tu họ biết chữ quân tu viết sao. Quân tu có nghĩa là tích lũy nha, quân tu là tích lũy, huân giống như huân tập á, huân huân tu tích lũy ba la mật. Rồi kiếp cuối cùng thì nàng được sanh vô ở trong một cái gia đình gọi là triệu phú, rồi đi nghe pháp rồi xuất gia. Mà nàng có một cái điểm đặc biệt, đó là cái người mà đến nghe pháp á, mà được chiêm ngưỡng cái tôn nhang của Thế Tôn á, thì rất là nhiều vô số. Nhưng mà nàng đặc biệt là nhìn nàng nhìn một lần đó là nàng biết rằng nàng phải xuất gia tu hành dưới chân của cái con người đó. Và người ta nhìn người ta chỉ thấy đẹp thôi, còn nàng nhìn cái tôn dung của ngài đó, nàng thấy ở đó có từ tâm, có trí tuệ, có bao nhiêu là hạnh lành ở đó, có giới, có định, có tuệ, có ta, có người, có nhân thiên đại địa càn khôn vũ trụ trong đó. Trong cái đẹp đó, đó là đại diện cho cái thiện muôn đời, cho chân lý muôn thuở. Nàng nhìn thấy trong cái tôn dung của Thế Tôn tất cả thiện pháp,
thấy ở trong đó cái con đường giải thoát sanh tử trầm luân. Nàng nhìn trong đó giống như nhìn một cái tấm gương sáng cho muôn đời vạn đại hữu tình đó. Cho nên cái người chiêm ngưỡng cái tôn dung của Thế Tôn mà thích thú một cái niềm tin thì nhiều, nhưng mà nhìn mà với một cái nhìn mà thấy ở đó có con đường giải thoát, thấy ở đó có giới định tuệ, có cái đẹp trong và đẹp ngoài đó thì không phải dễ nha. Cho nên là nàng đi xuất gia và nàng xem cái chuyện mà chiêm ngưỡng Thế Tôn là giống giống như một cái hạnh tu vậy đó, dễ sợ. Thì với cái đặc điểm này nè, các vị trong rung có thể nghĩ chắc là do tôi phân cho đi thêm, thật sự là như vậy, không phải phê phân đâu, thật đó. Nàng quan sát Tôn là nàng thấy ở đó tất cả hạnh lành, à, giống như ông bá tước Kaiserling của Đức. Kaiserling ông nói rằng đó là mỗi lần mà tôi có chuyện buồn gì đó, tôi nhìn lên cái bức ảnh của Đức Phật, bức chân dung của Ngài đó, dù là người ta vẽ lại dĩ nhiên không giống, nhưng mà tôi thấy trên cái vầng trán đó, trong cái ánh mắt đó, nó không có chỗ cho những tị hiềm đố kỵ ghen ghét. Trên cái vầng trán đó không có chỗ cho những cái suy nghĩ lối mòn, suy tư thiếu máu tật nguyền. Trên cái vầng trán đó tôi không thấy có chỗ cho sự toan tính, cho những thành kiến, cho những bảo thủ, cho những lì lợm ngoan cố. Thì cái vầng trán đó tôi thấy tất cả những cái hạnh lành, những đức tính đẹp nhất mà nhân loại có thể có. Có nghĩa là 25 thế kỷ sau thì trên hành tinh này vẫn có người suy nghĩ như vậy khi nhìn về tôn dung của Đức Phật nha. Cho nên vào một ngày thích hợp trước mặt đại chúng, Thế Tôn đã chính thức xác nhận là trong đệ tử tỳ kheo ni của ta đệ nhất về tính giải thoát, lấy niềm tin làm nền tảng cho trí tuệ giải thoát, không ai hơn được tỳ kheo ni Sinh Ra La Mật. Ok, xong. Như vậy thì hôm nay mình đã học xong cái phần tỳ kheo ni, còn lại đó là học về hạnh lành của các vị thiện nam và tín nữ. Hôm nay là ngày thứ 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 thứ, thứ. Hôm nay là ngày thứ ba, phải không ta? Hôm nay là ngày thứ ba. Dạ rồi, thứ ba, hôm nay là ngày thứ ba. Thì chúng ta còn học ngày 3 ngày nữa, đó là ngày mai. À, rồi ngày Chủ nhật. Rồi thứ hai. Dạ. Sau đó chúng tôi vắng mặt, chúng tôi có việc phải đi, đi nữa chân tu mà, đi cái đi tu bằng cái chân, tiếng Mỹ nó kêu là tango đó, tango hay đi go. Rồi nói chơi với đi có Phật sự đàng hoàng, rồi coi như là ngày mai, ngày Chủ nhật, rồi ngày thứ hai, rồi xong. Bây giờ mình học tiếp theo cái phần là những cái vị thiện nam mà có cái đặc hạnh xuất sắc trong cái giáo pháp của Đức Phật. Cái hai cái nhân vật đầu tiên là anh em nhà Tapusa và Pallika đó, nhớ nha. Trong room này tôi nghĩ rằng là có thể nói là tất cả bà con, chứ không phải là rất nhiều bà con, đều ai cũng biết là hai nhân vật này rồi. Bởi vì chúng ta hôm nay ấy, có ai mà đi về Miến Điện mà không có biết cái đại tháp Sê-đa-gôn? Sê-đa-gôn. Ở dân công Miến Điện ở đó tương truyền, chứ còn mình cũng chẳng biết có đúng hay không, tương truyền là trong đó đang tôn trí 8 cái sợi tóc của Đức Phật. Và cái lịch sử mà của 8 sợi tóc này nó bắt nguồn từ Ấn Độ, thì bắt nguồn từ một cái thành phố gọi là Asitanchana. Cái thành phố Asitanchana ở Ấn Độ, tức là cách đây coi như là cũng là
100.000 đại kiếp, nói chung là nguyện cái gì cũng phải là 100.000 hết nha. Mấy vị đại chúng tăng nói về có biệt hạnh đó, mà cứ nguyện cái này sao tôi không ham, mà cái này sao ai nguyện gì ác nữa chứ. Cái chuyện mà quy y đầu tiên thì có gì đâu mà phải nguyện trời, mất 100.000 đại kiếp. Thì cách đây 100.000 đại kiếp có hai người thiện nam mà thấy Đức Phật Paramuttara mà ngày nhắc trước mặt đại chúng. Thì nói là trong giáo pháp của ta có vô số chúng sanh từ Long Vương Càn Thác Bà Dạ Xoa Kim Sĩ Điểu rồi Dục Thiên Phạm Thiên, nhưng mà trong đó cái người mà có như đầu tiên mà nhìn thấy Như Lai sau ngày giác ngộ chính là mấy người này này. Thì họ chỉ nghe như vậy không đó mà họ mê, họ muốn được kiếp sau được như vậy đó. Có đã không, chỉ nguyện có như đó thôi. Sau 100.000 đại kiếp tu hành đến đời Đức Phật mình đó, thì sao ta Bồ Tát Tất Đạt đi, Bồ Tát Tất Đạt cả như sau 6 năm khổ hạnh thành Phật với gốc Bồ Đề. Rồi sao nữa, rồi trước khi thành Phật đó, thì nàng ngày nhận cơm sữa của nàng Suchata, rồi ngài mới vắt thành 49 vắt nhỏ, ngài dùng hết 49 vắt đó rồi ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật rồi đó thì ngài nhịn suốt 7 tuần lễ, 7 lần 7 49 ngày, lúc đó ngài đói. Nếu mà nói theo mình bây giờ là cơ thể thật sự đang rất cần thực phẩm. Thì lúc đó có một cái đoàn thương lái đi buôn á, bằng xe bò 500 chiếc đi ngang cái cánh rừng gần cái chỗ mà ngài đang đang ngồi đó. Thì hai cái người mà thì có hai cái người đánh xe, có hai cái người đánh xe thuê cho người ta chứ không phải chủ, đánh xe thuê giống như là bảo tiêu á. À đây này, ông Bavari là người đầu tiên thì đó là gây quỹ, còn cái ông này, còn cái hai anh em này cũng là cái dạng bảo tiêu á. Bảo tiêu tức là mình vận chuyển hàng giùm cho người ta đó nha. Thì hai ông đi ngang đi đánh 500 cái cỗ xe bò đi ngang đó, thì có một cái vị thọ thần ở trong rừng đó. Vị thọ thần trong rừng đó, là vốn là bà con kiếp trước của hai anh em người bảo tiêu này, thì họ mới biết rằng Đức Thế Tôn đã nhịn đói quá nhiều ngày cần thực phẩm, và đây là cơ hội bằng vàng để cho hai người bà con này của mình đó, tạo phước. Cho nên là cái vị thọ thần đó mới dùng thần thông khiến cho mấy cỗ xe nó bị lún xuống. Thì hai anh em mới lây quay đang không biết phải làm sao, thì ông mới xuất hiện. Ông hiện ra ông nói rằng là có một cái vị đại sa môn cực kỳ khả kính đang ngồi gần đây mà ngài đang rất là cần thực phẩm đó. Thì hai người đó là đồ ăn đây thiếu gì đem tới cúng cho ngài đi. Thì họ mới đem tới họ thực phẩm là đi được thực phẩm đường dài, có gì đâu, có bánh bột thôi quý vị. Mà quý vị phải đồng ý với tôi một chuyện là ở đời này đó là có nhiều cái chuyện đó là nó xảy ra rồi mình mới biết, chứ còn mình ngồi mình tưởng tượng, mình dệt mộng, mình làm thơ, mình hình dung, mình liên tưởng nó lại khó lắm. Là trong khi mình thấy là cái chuyện mà ngài sắp sửa, ngày khi mà ngài đang trên đấu sức á, kiếp 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 áp chót á, thì chư thiên phạm thiên trong bao nhiêu vũ trụ hàng hà sa số tới thỉnh ngài giáng trần để thành Phật. Rồi từ cái lúc mà ngài đản sanh rồi cho đến từng bước trong cuộc đời ngài, chư thiên theo dõi quan sát chăm sóc biết là bao nhiêu ấy. Vậy mà sau 7 tuần lễ mà không ăn gì, mà không biết chư thiên dắt nhau đi đâu sạch bách, nó la như vậy. Nhiều khi mình phải nhìn nhận nha. Nó sạch bách chư thiên đi đâu không ai dòm ngó gì hết, chỉ để cho Thế Tôn sau 49 ngày nhịn đói phải dùng ngọ bằng một cái món không phải tôi chê, nhưng mà tôi thấy không có đáng với ngài. Rồi nó cứ bánh trong kinh nó rõ là bánh bằng bột, giống như bánh đa bánh đúc mình vậy đó. Đó rồi cái hai ông này ông nghe như vậy, ông mới bưng cái mâm tới ông cúng cho ngài. Mà lúc đó trong cái thời gian khổ hạnh là cái bình bát ngài bỏ mất tiêu rồi, cho nên bây giờ ngài đâu có bình bát. Thì ngài chư Phật á, thì lúc đó cái trí nhất thiết trí của vị chánh đẳng giác rất là nhanh, ngài suy nghĩ liền, ngài biết liền. Khi mà hai người đem cái mâm bánh tới, ngài suy nghĩ liền, ngài nghĩ rằng chánh đẳng giác không bao giờ nhận thức ăn bằng tay mà chỉ nhận bằng bát. À, mà ta thì hiện giờ không có bình bát. Thì lúc đó nó tứ thiên vương mới bèn, lúc đó nó mình đọc đó mình thấy mình không biết phải nghĩ làm sao. Ngay cái lúc đó nó tứ thiên vương mới lập tức xuất hiện, mỗi vị bưng một cái bình bát dâng cho ngài.
thì ngài muốn cho cả bốn vị đều hoan hỷ, cho nên ngài mới lấy bốn cái bình bát ngài chồng nó thành một và ngài chú nguyện thành một đi. Đó. Ngài lấy bốn cái bát ngài chồng lên nhau và ngài chú nguyện thành một đi thì bốn cái thành một. Ngài không có nhận của riêng ai hết, ngài lấy bốn hết bốn cái, ngài lấy bốn cái ngài chồng lên nó thành một đi. Thì khi thành một rồi đó thì ngài mới lấy để ngài nhận cái mâm bánh của hai anh em đó. Rồi ngài nói đạo cho họ nghe xong xuôi rồi cái họ từ giả ra đi, mà họ có nói thế này à, họ có nói là chúng con hôm nay gặp ngài ở đây thì không biết còn có dịp nào để gặp lại, xin Thế Tôn cho chúng con một ít kỷ vật để về chúng con thờ. Thì lúc đó Thế Tôn mới đưa cái bàn tay phải, trong đây nó rõ là bàn tay phải sát tha à, đây gọi nè thanh tê âm hà căn pari karana chia đi ăn đi thế, để cho chúng con một cái vật gì đấy đi về làm kỷ niệm để con thờ. Paricharana cho đi dân để chúng con lập tháp thờ. Sát tha Phật đạo sư Đắc Khi Ni Hát Thi Na Si Sang Para Masitva, lấy cái bàn tay phải chạm lên tóc. Đinh Nam Pít Chành Na Năng Ách Tắc Kê Ta Ta Như Và Đà Sĩ, lấy cho họ 8 sợi tóc. Tê Úp Hồ Pít Chành Na Kế Sá Ta Tu Vô Sục Ánh Nó Sá Bục Kê Sục Tháp Tô, họ định trong một cái hộp bằng vàng hai anh em á. Xong rồi sao ta? Attano nó răng ne toa, đem về cái thành phố quê hương của mình là sao? Asita Asitan cho nó nát gara đà bà rê chi kia sắp thà tu già chi bác là sao? Thường là mình thờ cái di vật của người đã chết, còn đằng này là sợi tóc, là sợi tóc của người còn đang sống, cho nên gọi là chi bác, gọi là Việt Nam gọi là tóc tóc tươi á, tiền tươi của này là tóc tươi á, tươi tóc của người đang còn sống. Chê tứ văn bất tha bệ sùng lập tháp thờ ngay từ cái cổng cổng thành, cái cổng thành chỗ ra vào của cái thành phố Asitan cho nó. Úpô sát tháp đí và xê, cứ mỗi ngày mà ngày ngày giới ngày bắc quan á, rằm 30 mùng 8 23 chê tứ giác tô ni lát ni la rát mi ni gái chành tí, cứ mỗi ngày mà bắc quan trai thì ở trong cái ngôi tháp này là tỏa ra cái ánh sáng màu xanh, đó là chấm dứt. Rồi ở một cái đoạn khác thì cho chúng ta, ở một cái quyển kinh khác thì cho chúng ta biết rằng là cái ngôi tháp này sau nhiều cuộc bể dâu thăng trầm luân lưu thì 8 sợi tóc đã được chuyển về Tiến Điện lúc nào, thì có rất nhiều truyền thuyết nha. Nhưng mà cái truyền thuyết mà chúng ta biết là tương đối phổ biến hôm nay, tức là 8 sợi tóc đang thờ thờ ở tháp Seragong ở Dân Gung Miến Điện, chính là 8 sợi tóc của cái vụ này nè. Rồi hai anh em thọ quy giới, mà lúc đó là chỉ quy y Phật với quy y Pháp thôi chứ đâu có quy y Tăng à, nhớ nha nhớ nha nhớ nhớ nha, chỉ quy Phật quy Pháp thôi. Xong rồi hai người đi về, cái này phải ghi thêm nè, sau đó không phải đến như về sau mới hay, chứ về sau nó mới lâu. Về sau thì ta Pusa trở thành một thiện nam thuần thành trọn đời tu Phật à, còn người em Phật Lý Giá, Phật Lý Cá đó, người em Phật Lý, Phật Lý Giá, Phật Lý Giá hoặc là Phật Lý Cá hay đều đúng hết nha à, xuất gia chứng lục thông à, nhớ nha, cái này phải ghi. Về sau Tấp Bút Xá trở thành một thiện nam thuần thành trọn đời tu Phật, thiện nam có nghĩa là có tóc. Còn riêng người em á, là Phan Lý Giá đó, thì xuất gia chứng lục thông. Thì vào một cái ngày mùa thu hiu hắt thì ngài Phan Lý Giá đang ngồi thiền ở trong rừng á, thì ác ma đó nghịch xuất hiện, nghịch ngợm xuất hiện, coi như là biến ra một cái hình hài cực kỳ khủng khiếp đáng sợ để mà hù dọa ngài. Để ngài đọc một cái bài kệ trả lời, ngài nói người như ta bây giờ nó không còn có cái để thích thì làm sao còn cái để sợ, ác ma bèn biến mất. Ta bây giờ không còn cái gì để thích thì làm sao mà còn cái thứ để sợ. Câu này hay quá, hay quá. Ta bây giờ không còn cái gì để thích thì còn làm sao còn cái thứ để sợ.
cái câu này đó là cũng là xăm nữa, xăm lên trán nữa, bởi vì cảm sao tại sao mà mình cứ giận, mình cứ hờn, mình cứ khó chịu, tại sao mình còn sợ hãi, sợ chết, sợ ma, sợ mối, sợ gián, sợ chuột, sợ thằn lằn, sợ bóng đêm, sợ độ cao, tụi lên là vì sao, là vì mình còn có cái thích, còn có cái thích thì còn có cái ghét, cho nên cái câu trả lời của ngài Phaliya nghe hơi rất bình thường, nghe hơi 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 nghèo nghèo sao đó, nhưng mà cực kỳ sâu thẳm và chứa hết cái nội dung của ba tạng, của cái tông chỉ tu hành của chư Phật ba đời mười phương. Ta bây giờ không còn cái gì để thích thì làm sao còn cái thứ để sợ đó, nhớ nha. Cho nên mình đọc đọc kinh ấy, thì chỉ là một câu chuyện thôi, nhưng mà khéo dụng công ấy thì mình có ra những cái bài học giáo lý cực kỳ sâu sắc. Và tiếp theo mình học về một nhân vật nữa là kết thúc ngày hôm nay rồi để hẹn là ngày mai, đó là học về một cách cô độc. Quý vị để ý trong cái bản Pali đó thì cái phần mà kể ông cấp cô độc rất là ngắn, là vì sao, là vì trường hợp của ông cấp cô độc lại cũng là trường hợp của bà Gia Du, là bởi vì ông là một người cực kỳ nổi tiếng đến mức mà coi như là Phật tử Nam Tông á, mà kiếm một cái người mà không biết ông cấp cô độc thì cũng hơi hiếm nha. Ông nổi tiếng lắm, thì tên mà tên là nhũ danh của ông ấy, nhũ danh ấy, là tên mẹ đẻ đó là Xú Đắc Tá, mà cái ngoại hiệu mà cũng là mỹ danh của ông là A Na Thát Bình Đi Cát, cái người mà cấp dưỡng kẻ cơ nhỡ nha. Cái cấp cô độc đó, phải hiểu như vậy. Ngoại hiệu cũng là mỹ danh của ông đó là Anna Thất Tình Đi Cá, cái nghĩa của cái chữ này là người cấp dưỡng, Bình Đi Cá là người cấp dưỡng cái kẻ cơ nhỡ. Cơ nhỡ là gì? Cơ nhỡ tức là cô độc quan quả. Cô có nghĩa là tuổi trẻ mà nhỏ tuổi mà không cha không mẹ gọi là cô độc, là tuổi già mà không có con cháu nuôi dưỡng gọi là độc. Quan là đàn bà chết vợ chết chạy chết quan là đàn ông chết vợ, mà quả là đàn bà chết chồng. Bốn hạng này mà nếu mà không tiền không bạc không cơm không áo thì ông nuôi hết á. Cô độc quan quả, cô độc quan quả, cô là mồ côi độc, cô là con nít không người nuôi, độc là người già không ai chăm sóc, quan là đàn ông chết vợ mà sống quạnh hiu, quả là đàn bà chết chồng sống hiu quạnh. Rồi thì bốn cái hạng này gom chung nữa gọi là Anna Thát nha, Anna Thát, mà ổng là cái người cung 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 dưỡng, ổng là cái người mà gọi là nuôi 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 dưỡng mấy ghẻ này, người cấp dưỡng ấy. Cho nên ổng được gọi là Anna Tình Thi Cát. Ông này ông có một cái gia thế rất là hoành tráng, có một cái bối cảnh rất là chói lọi, có nghĩa là trong gia tộc ổng đều là những người rất là giàu có, và ổng cũng là xuôi gia với bà Quý Sa Kha, có nghĩa là con trai của cấp cô độc là lấy em gái của bà Quý Sa Kha, như vậy thì con trai cấp cô độc là con là em rể con trai cấp cô độc là em rể của bà Quý Sa Kha. Như vậy đó. Thì cái ông này là ông có một người anh biết đạo trước, rồi cái lần cái chuyện này bà con ai biết thì kể vắn tắt thôi. Thì ông cấp cô độc này có ổng là một thương gia, anh ông cũng là thương gia, cả hai anh em rất là giàu có, thì năm nào cũng vậy hết á, ông đi đến ông thu xếp công việc đến thăm anh. Thì có cái lần đó ông đến ông thăm á, thì mỗi khi á, thì anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm trầm thương lắm, rồi nói năng líu lo, rồi vô trong dọn phòng rồi trà khuya rượu sớm rồi. Còn đằng này sau lần này ông đến thì ông người anh chỉ nói rằng anh đang bận tay nhé, phòng ốc có sẵn đó thì người nhà sẽ giúp em nha, xin lỗi, rồi xong. Rồi coi như ông để cho ông cấp cô độc tự sanh tự diệt ở trong cái ngôi nhà coi như to đùng đó,
thì ông cấp cô đậu mới ngạc nhiên, ông thấy anh mình xưa giờ chưa hề mà có thái độ gì với mình. À, ông mới hỏi, ông nói hình như anh bận lắm phải không, dựng lều che rạp sắp xếp chỗ ngồi đúng là bình tráng lắm, ở nhà có cưới hỏi gì hay sao anh không biết. Ông mà nó đâu có cưới hỏi gì đâu, ngày mai là thỉnh thế mà chưa tăng đến cúng dường, chưa tăng đồng lắm, chưa tăng đồng lắm. Thì ông nghe nó nói chữ Đức Phật là ông bị sững người, ông choáng váng, ông bị choáng. Thì cái đêm đó ông ngủ không được, ông ngủ không có được. Cuối cùng ông qua ông hỏi anh, ông nói bây giờ em muốn gặp Thế Tôn lắm, gặp Đức Phật lắm lắm lắm. Thì anh nói thì mai gặp. Nó không, em không ngủ được, em muốn gặp Lê bây giờ nè. Ừ. Thì coi như là ông anh nó nói trời ơi đi sao được, nhớ ngã ở bên cánh rừng đó đó, bây giờ em muốn qua em gặp ngài là trời nó tối thui như vậy, mà biết ngài bây giờ ngài đang nghỉ hay là ngài đang nhập định. Rồi thêm đó là rừng đêm thì nó tối tăm rồi độc trùng mãnh thú rồi cái ghê quá, thì sáng đi. Cái ông nói không, chỉ cần em biết nhà ở đó là được rồi. Bắt đầu là chàng mở cửa băng qua cái sân rộng của cái tòa lâu đài người anh, hướng về cánh rừng đó, và ông cấp đầu ông phải đi băng qua một cái bãi tha ma, mà cái vị Phật tử trong rừng này chắc như nó tham bãi tha ma chứ cũng không ai biết cái bãi tha ma là cái giống giả gì. Cái bãi tha ma người Ấn Độ họ có nhiều cái cách an táng. Một là lâm táng là luyện trong rừng ấy, bó xác luyện trong rừng, giống như mình đi mình luyện cái chai cái keo gì gì đó, luyện luyện lâm táng. Thủy táng là quấn sơ sơ rồi thả thả bè cho nó trôi sông. Hỏa táng là đem đốt, mai táng là đem chôn, còn thiên táng là đem luyện ở đâu đó, mấy cái chỗ mà chim chim trời nó ăn. À, như vậy thì lâm táng, thủy táng, hỏa táng, mai táng và thiên táng. Thì cái bãi tha ma là cái chỗ lâm táng, có nghĩa là mấy cái người mà không có danh phận này đó, rồi chết là người ta cứ đem ra luyện nó mới cho nó gọn. Và cái việc tưởng tượng là hôm nay thì mình chỉ thấy cái đó là ở một ít nơi trên thế giới còn, ví dụ như Indonesia hay là ở Philippines thì còn, nhưng mà cũng còn một vài vùng hẻo lánh cực kỳ, chứ còn cũng không còn phổ biến dù đó nữa. Ghê lắm quý vị, nguyên một khu rừng coi như là xác cũ mà nó thành nó trụ trơ, nó bộ xương mịt đầu lâu trắng hiếu. Thì tôi nói thiệt cái bà con, đầu lâu trắng hiếu tôi không có ngán, mà tôi ngán mấy xác mới, mấy cái xác mà nó phình lên bụng to rỉ nước rồi đó, mấy cái xác mà nó mới vừa luyện rồi sáng nè, đi rồi dấp lên dấp xuống rồi té rồi không có chỗ dịnh rồi nó tôi ngán cái gì đó lắm nha. Chứ còn nếu mà toàn xương khô không thì tôi không có ngán. Thứ nhất là không sợ bệnh, thứ hai nữa thì xương là xương thôi, chứ nó đâu có kích thích cái sự tưởng tượng của mình bằng mấy cái xác mà nó chưa có rã. Sở dĩ tôi nói như vậy để cho quý vị thấy cái bối cảnh của ông này nó lúc đó nó rùng rợn cỡ nào, mà coi như ông vì nghĩ đến Phật mà ông chịu không nổi, nó phải đi liền trong đêm đó. Thì ông đang đi như vậy, ông biết chứ chứ cũng là cái gì chứ ông biết nha, biết lâu lâu nghe mấy con giả can, con chó rừng nó tru nó hú là mình nó rợn người rồi, rồi mấy con chim ăn đêm lại, rồi chim heo cú mèo nó kêu ớn. Mà ông cứ nghĩ tới nhà cho nên ông thấy sáng trưng à, ông nghĩ tới nhà đó rồi ông thấy sáng trưng, không có đi thì chỗ nào trắng trắng đó là xương, chỗ này đen đen là xác người vậy đó. Cứ đi thì ông đang đi rồi tự nhiên ông dốc được cái xác, ông sờ ông thấy cái xác nó mới, xác là xác mới. Mà khi mà ông bị dốc một phát như vậy thì ông hoảng hồn, nó không hoảng thì cảnh sát nó không còn nữa, ánh sáng nó là ánh sáng tâm lý thôi. Thì lúc đó ông tính quay nó lại nhiều lần lắm nha, ông quay lại tính quay lại ông thấy kỳ, càng đi vô sâu là ông thấy ông đã nhầm rồi, anh đã nhầm theo qua đây rồi. Thì coi như nó là ông càng đi là ông thấy càng nhầm, nhưng mà một lát sau thì ánh sáng trở lại thì bắt đầu ông đi tiếp. Thì lúc đó có một cái vị già xoa tên là Sivakat già xoa. Già xoa Sivakat cũng là quyến thuộc quá khứ của ông, biết ổng là ai, biết ông này là mình sẽ là một đại nhân vật đây nè. Cho nên cái vị già xoa này mới nói thế này là mỗi bước chân của ông bây giờ nó trị giá bằng 100.000 đồng vàng. Ông liệu mà bước đi trong cái máu thương mại của một thương gia, ông tưởng tượng một bước chân mà trị giá cả 100.000 vàng thì có nên đi tới hay là nên lui. Thì ông nghe nói là mỗi bước chân mà trị giá 100.000, không phải là ông tính toán tính lời lời lỗ ở đây, nhưng mà ông ý thức được rằng là cuộc đời ông nó bắt đầu sang trang và
bước qua một cái bước đổi qua một bước ngoặt mới không biết, bởi vì có một cái sự gọi là rõ ràng thấy có yếu tố tâm linh lớn quá. Và nếu tôi đang sợ mà tôi nghe tiếng nói như vậy đó thì tôi nghĩ rằng tôi không sợ đâu mà tôi lại khoái, bởi vì tôi biết rằng quả thật trên đời bắt đầu có chuyện kỳ lạ này, bắt đầu đi thì ông qua khỏi chỗ cái bãi tha ma này thì ông nghe một cái tiếng nói: hãy đến đây Sudatta, Như Lai đang ở đây. Cái người mà biết cái tên tộc của ổng là đâu có ai, đâu có nhiều, mà kêu ngay chốc cái tên cúng cơm của ổng: Sudatta hãy đến đây, Như Lai đang ở chỗ này. Thì ổng nghe như vậy là ổng không còn biết trời đất nữa, mới nhắm phăng phăng tới cái chỗ đó, ổng quỳ sụp xuống và nghe tiếng pháp cho ổng nghe. Chuyện vắn tắt hôm sau ổng về nhà người anh rồi thì coi như là ổng trở thành một người Phật tử, ổng lăng xăng ổng coi như ổng dốc sức phụ giúp người anh cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng, và sau đó là tức khắc dẹp hết cái chuyện làm ăn, trở về là Sa-bát Thi tìm ngay một miếng đất để mà Thế Tôn và thánh chúng gọi là có cái chỗ cư trú và hoằng pháp độ sinh. Và từ đó mới có cái chuyện mà ông đi ông thương lượng với cái ông chủ đất, ông Hoàng Chia Tác, thì ông thấy không có miếng nào mà nó ngon hơn cái miếng kỳ viên xã hết. Mà ông chủ đất này ông nói không, miếng đất thì miếng đất ưng ý của tôi làm sao mà tôi bán. Ông năn nỉ với ông nói thôi được bây giờ ông năn nỉ thì tôi bán, nhưng mà tôi nói thiệt là nó là vô giá rồi. Ông trải vàng tới đâu thì ông lấy tới đó. Ông muốn làm khó ông này cho ông này đừng có năn nỉ nữa, mệt quá. Nhưng mà ông không ngờ là ông cấp cô độc, ông giàu tiền mà ông lại giàu cái tính tâm. Lấy hai cái giàu này cộng lại, bắt đầu ông cho người nhà lấy vàng với trải. Trải tới đâu, trải tới đâu thì ông lấy đất từ đó, trải đến đâu lấy đến đó. Khi mà nó gần giá miếng đất đó rồi thì ông đứng chống nạnh, ông dòm quanh, ông suy nghĩ, ông nhíu mày một cái. Thì ông chủ đất, ông mới hỏi: ông tiếc của hay là ông đã hết vàng? Đó là một câu hỏi phải nói là hay nhất trong năm. Ông tiếc của hay là ông đã hết vàng? Ông nói rằng ta không tiếc của mà vàng của ta làm sao mà hết. Ta không tiếc của, còn vàng thì còn khuya mới hết. Ta đang suy nghĩ, ta đang băn khoăn coi kêu cái tụi nhỏ nó lấy ở đâu cho gần. Cái nghĩ trên đời có một cái người mà giàu dễ sợ như vậy. Ta không tiếc của mà ta cũng không có hết vàng. Vấn đề là ta đang suy nghĩ cái kho nào nó gần nên là tiếp tục mà để tụi nhỏ nó đi xa quá. Biết chừng nào mà xong. Thì ông kia ta ông nghe như vậy ông hết hồn. Ông hết hồn, ông không phải hết hồn là vì cái giàu không, mà ông hết hồn chỗ là cái tính tâm của ông này. Thì ông chia tám nó thôi được rồi, đủ rồi, đủ rồi, cái phần ông đã trải thì coi như là đủ 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 cái tiền mua đất, còn cái phần còn lại thì coi như là ta đóng góp đi. Là như vậy là đương nhiên là sứ Phật giáo có thêm một ngôi chùa, đó là chùa Kỳ Viên đó. Và kể từ đó coi như là mỗi ngày á, là ở nhà của ông cấp cô độc đều có là ít nhất là 500 tỷ kheo đến để mà dùng trưa mỗi ngày. Nhiều vị thích đi xa, thích đi quá duyên từng nhà thì cứ đi, còn có những vị mà lớn tuổi mệt mỏi hoặc có việc riêng phải làm á, thì Chư Tăng cứ việc sắp xếp nhau mà từ chùa là tới thẳng nhà của ổng để mà thọ trai khỏi cái đi khất thực xa xôi từng nhà. Và trong chú giải nó ghi thêm thế này: hôm nào mà Thế Tôn nghỉ trưa ngủ đêm ở chùa Kỳ Viên á, thì hôm sau là ngày nghỉ trưa ở ở chùa nhà chùa của ông cấp cô độc ở chùa chùa Đông Phương của Bảo Sa Kha, chùa chùa Kỳ Viên là Chê Ta Văn Á của cấp ông cấp cô độc, rồi cái chùa Bấp Parama của Quỷ Sa Kha. Thế mà ngày ngày ngủ đêm ở cái chùa Kỳ Viên ấy, chùa Chetavana đó, thì ngày hôm sau thì ngủ trưa ở chùa Bấp Parama của Bà Quỷ Sa Kha. Cái chùa này mới cất có 500 cái phòng, 500 phòng thì chưa tay. Còn cái chùa Kỳ Viên thì trong chú giải có kể mà nó dài quá rồi tôi hết muốn nhớ luôn. Trong đó có hội trường tên gì chiều cao chiều ngang chiều rộng rồi tùm lum hết, coi như các cạnh nói đầy đủ lắm. Chỉ tôi chỉ kể là con nghe vắn tắt thôi.
À, đó là cứ như thế, con nghỉ trưa ở bên đây thì ngủ đêm bên kia, ngủ đêm bên kia ngủ trưa bên đây, đại khái như vậy, và liên tục và liên tục. Ngày nào cũng chữ tăng, và từ cái chuyện hay ho này nè nó mới dẫn đến cái cớ sự đó, một cái chuyện động trời trong lịch sử Phật giáo. Là chuyện gì? Là ông vua Pase Na Đi, vua Ba Tư Nặc á, thấy cái gì đâu mà ông này, ông cấp cô độc này là dân giả, mà tôi thấy cái quan hệ của ông với đối với Đức Phật của Chư Tăng thì quá trở thành mật, gần như luôn là bà quý sa kha thì bà còn nói một câu còn sanh bây giờ, mà nói là ta khi mà ta đi vô chùa đó, mấy ông sư nhỏ hay nhìn vô bàn tay của ta coi ta có cầm cái gì cho họ hay không, thế là ta không bao giờ mà ta đi chùa mà ta không có thức ăn buổi sáng và nước uống buổi chiều, dễ sợ chưa. Bọn cấp cô độc cũng có một câu y chang như vậy, cho nên là vua Pasenadi đi thấy mình làm vua mà sao mình thua hai cái tên dân dân giả này, thế là vua cũng bèn vào xin đi Đức Phật cho mỗi ngày đó là cũng mấy trăm chư tăng đến hoàng cung để thọ thực. À, nhưng mà nó lại nảy sinh vấn đề như sao, cái chuyện động trời nữa, gọi là máu chảy thành sông và xương chất thành núi, là cũng từ cái chuyện này mà ra. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Đó, các vị còn nghe. Rồi, rồi số kỳ sẽ thỉnh thoảng có một vài người máy nhỏm quá nha, nhỏm nha. Rồi thì là sau khi Đức Phật nhận lời rồi thì mỗi ngày thì Chư Tăng bây giờ thêm một chỗ đi nữa, tức là 500 vị. À, có trong kinh nó có bữa 1.000, 2.000 vị nha, đến cấp cô độc, rồi đến chỗ bà quý sa kha, rồi bây giờ là lại đến chỗ thêm chỗ hoàng cung của vua Pasenadi nữa. Nhưng có một điều, à, cái chữ nhân này mới là ghê gớm. Đến năm cấp cô độc, đến bà quý sa kha thì được chăm sóc từ ngoài ngõ, mới tới đó là đã có người cung đón vào tới nơi, rồi có chỗ rửa chân, có khăn lau chân, ngồi xong bước xuống ra đi coi như là thuốc men, vị nào bị bệnh hoạn được hỏi thăm chăm sóc rất là ân cần. Còn riêng cái chốn hoàng cung kia thì lại khác, gọi là thăm cung vời vợi vào thì cao sang, thì mà vô tới nơi thì le que mấy lên đến hầu đứng dòm 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 chống mạnh nặng gãy 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 đầu, rồi có nhiều khi đến cạnh tới giờ cạnh Nghệ An mới có người ra múc chút đỉnh đại khái vậy đó. Thì chứ chắc mà mình thà ấm áp mình ăn cơm bánh ngàn nhà à, mà nó ấm áp cái đạo tình còn hơn là cái chỗ cao sang quyền quý mà thấy ghẻ lạnh tủi thân quá. Thánh thì ok, còn phàm dù sao người ta cũng cũng có một chút chạnh lòng đó. Rồi thế là bắt đầu tan hàng hết từ 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 từ. Buổi đầu thì coi như là 500, rồi 400, 200, 150, 80, riết le que còn có 1 vị 2 vị thôi, cuối cùng còn có mình ngã nan rồi. Thì vua buồn quá, thức ăn thì lúc nào cũng thừa mứa, nhưng mà cái cách dởm quá đi. Thì bởi nó Phật cho cũng bằng cách cho là chỗ đó quý vị nha. Thì cuối cùng vua mới vào trách và vào than với Đức Phật. Vua nó bạch Thế Tôn, coi như sa kha rồi cũng cấp cô độc bao nhiêu năm nay cúng dường chư tăng, lúc nào cũng vua tới cũng nghiêm trọng. Nhưng con đó thì con như con cũng đâu có phải thiếu đạo tâm, mà chư tăng làm như không không quan tâm, không có thương con. Thì Đức Phật mới kể câu chuyện xưa rồi ngụ ý thì nói rằng ngụ ý cái câu chuyện đó là cách cho quan trọng hơn vật cho, mình đối với người ta ra sao chứ không phải là mình cho người ta cái gì đó. Đại khái như vậy, kể cho vua nghe một câu chuyện xưa cái có nội dung như vậy. Thì vua về vua cứ suy nghĩ hoài, vua nghĩ trời đất ơi, chắc bây giờ mình phải đi thêm một bước nữa, một mới mình mới gần gũi Đức Phật Chư Tăng được. Thế là vua mới cho người đi vô đó cái dòng họ Thích Ca để mà cầu hôn, bởi vì theo cái dòng Thích Ca có cái lệ là không lấy người ngoài dòng tộc, nhưng mà có thể lấy cái dòng, lấy dòng dòng vua Cô Lý Giác của vua Bà Sĩ Na Đi, tức là nguyên 16 vương quốc đương thời đó. Thì dòng Thích Ca chỉ cưới hỏi với dòng vua Cô Lý Giác của vua Pa Xê Na Đi. Chuyện
này dài lắm, bữa hôm tôi nhớ tôi kể rồi, rồi thì còn nếu không thì ngày mai tôi kể, ngày mai tôi sẽ kể về cái này. À, thế là vua cho người đi đến kiếm một cái cô nào cho được được ở trong hoàng tộc để lấy, mà có nghĩa là khi lấy mình xong nghĩa là từ đây về sau mình là người nhà của Thế Tôn thì chư tăng sẽ đối với mình khá hơn. À, ông nghĩ như vậy thì cái nước đó là cái hay nhưng mà nó đang nó dở, bởi vì cái thái độ của ông ra sao chứ còn cái thân thế của ông thì là ai không biết, ông là vua. Rồi dòng Thích Ca đó thì mới là kiêu ngạo lắm, không muốn gả công chúa quận chúa mà tôn mà lại đi kiếm một cái cô mà có cái xuất thân nó hơi có vấn đề, có nghĩa là con riêng của một hoàng thân với cái cô nữ tỳ, biết nói gì có bị hiểu không ta, tức là thay vì lấy quận chúa cái con của mấy thứ dữ, còn thằng này là con riêng một hoàng thân, có nghĩa là có một ông hoàng thân trong lúc mà ông đi dung chân dung dẻ trong dân gian thì nó có con rơi đó, con rơi đó thì hoàng tộc Thích Ca nó bây giờ người ta tới người ta hỏi vợ mà mình không có thì mất lòng, mà mình biết thứ mà đích tôn đó thì không ai đáng hết tay hết, thôi bây giờ lụm đỡ đứa mà hàng thứ phẩm đi, hàng thứ phẩm để mà gả cho nó đỡ ức. Thế là mình lấy một cái cô con riêng của một hoàng thân với cái cô nữ tỳ đó cũng đẹp lắm, mặt mũi nó cũng được, mới cho ăn mặc đàng hoàng, cũng cho lên kiệu hoa tám người khiêng, mới đem gửi về cho vua. Tôi đã coi vua mừng lắm, vua quá sức mừng, nhưng mà vua đâu có biết mãi về sau này khi mà vua với cái cô vợ mới này là có con, rồi đứa con đó nó lớn lên, rồi bữa nó đi về quê ngoại nó thăm. Quê ngoại là sao ta, quê ngoại tức là cái biết kêu cái này quê ngoại quê nội, cái chỗ mà mẹ mình ở đó. Thì cái cậu bé đó tên là Quý Đu Đá Phát, Quý Đu Đá Phát, Quý Đu Đá Phát đó, thì về chuyện nó già lắm, thì mới về đó rồi mới bắt đầu thăm xưa, rồi bên dòng Thích Ca đối xử cũng hơi hơi đó, tôi biết kêu quê nội quê ngoại cũng chẳng biết, thì tại vì ba mình ở đó mà má mình cũng có đó luôn, tại vì má mình là nô tỳ cho dòng họ cho nhà của ba mình đại gái như vậy. Rồi coi như là ông về ông thăm mà thấy dòng Thích Ca ghẻ lộng đó, là ông đã tuổi rồi, mà tới lúc mà ông sau mấy ngày ở đó thì người ta bất đắc dĩ người ta tiếp, nhưng mà thấy cái vẻ người ta không có trọng, mà không biết lý do tại sao. Thì đến lúc mà ông từ giả ra về trong đám lính hầu có một đứa nó bỏ quên đồ, nó mới quay trở lại, thì nó quay trở lại thì nó nghe lỏm được cái câu nói này của một cái cô cung nữ, cổ vừa lau dọn bàn ghế mà của cái đám khách hồi nãy đó, thì cổ vừa lau mà cổ vừa nói với người kia, cổ còn xí một cái cổ nó xích, tưởng ngon gì thứ con của nô tỳ, thứ con rơi con rớt kiếm một nắm cả rổ còn cũng có, đừng có nói mà một hai đứa quý giá gì, bây giờ thì về thấy sơn sang áo mão nó ghét, mà cái quý vị biết không, cái thứ mà tiểu tâm nó ra sanh ra đại sự lắm. À, mắc gì mà mình nói cái đó làm chi, mà trong chùa cũng hay có cái loại này lắm, khinh thường mình giữ bụng gì là nói ra làm cho nó mất lòng không có đẹp. Bởi nên tiểu tâm sanh đại nạn, đúng rồi, tiểu tâm sanh đại nạn, sanh đại nạn. À, người ta thì có khả năng làm chuyện lớn, còn cái đám này chỉ làm lớn chuyện thôi à. Thì coi như là cái anh chàng lính hầu đã anh nghe như vậy, anh đi về anh đi bèn học lại với thái tử hoàng tử, hoàng tử Quý Đu Đá Phà. Thì ở hoàng tử Quý Đu Đá Phà nói hôm nay tụi nó lấy sữa tươi mà nó lao chỗ ngồi cho ta, thì đúng thì hồi nãy anh lính hậu thấy tụi nó lấy sữa tươi nó lao trong hoàng cung cho sang lắm, dân không có sữa uống nhưng mà trong hoàng cung là lấy sữa để mà lao trong ngồi cho nó sang. Thì ông nói là hôm nay họ lấy sữa tươi mà họ lao chỗ ngồi của ta, mai này ta sẽ lấy máu của họ để lao chỗ ngồi của ta. Đúng như vậy, về sau thì chính Quy Đô Đốc Pha đã xua quân tàn sát cái dòng Thích Ca, mà mọi cớ sự nó khởi đi từ từ cái câu nói vô ý thức của cái cô lao ghế, mà truy ra ngụ còn cái nguồn cội sâu xa là cũng từ cái chuyện mà ông Vua Ba Tư Nặc đi lấy vợ bên dòng Thích Ca, mà truy xa hơn nữa nó là cái chuyện mà ông cấp cô độc bà Quý Xay Ca là đại thí chủ mà được lòng chư tăng.
Cho nên mình có một bài học cực lớn ở đây, đó là cái chuyện đẹp nhất trên đời có thể là nguồn cơn của một cái chuyện xấu tệ trên đời, và một cái chuyện xấu tệ trên đời nó có thể là nguồn cơn cho một cái chuyện cực đẹp trên đời nha. Chúng ta phải nhớ cái chỗ này, cái điều quan trọng đời là tương đối. Cho nên Lão Tử mới nói họa hề phúc chi sở tàn, mà phúc hề họa chi sở phục. Trong cái phúc nó đã vốn là cái chỗ nấp của họa, mà trong họa nó lại là cái chỗ ẩn nấp của phúc, là chỗ đó đó. Cái chuyện đẹp thiệt là đẹp, đôi khi nó lại là nguồn cơn cớ sự cho một cái chuyện mà nó là tan nát can tràn. À, cái chuyện đó, cho nên nhớ nha. Ok, hết giờ rồi, xin hẹn các vị lại ngày mai. Chúng ta còn là ba buổi giảng, có nghĩa là ngày mai, ngày Chủ nhật và thứ hai. Đi đâu thì đi, chúng tôi cũng ráng tranh thủ để mà không bỏ lớp như là nửa năm qua. Bây giờ có tuổi, phải dành hết thời giờ cho nó xong. Ok, chúc các vị cũng ngày vui một đêm em nha. Idang me nyati nan kutu sukita huntu nyattayo. Idang me nyati nan kutu sukita huntu nyattayo. Idang me nyati nan kutu sukita huntu nyattayo. Idang me punyang asuwa kaya wahan kutu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.